Chào mừng mọi người đã đến với campaign Thám tử nước sâu. Đây là buổi interlude thứ hai, buổi chơi one shot bên này. Chúng ta tạm nghỉ khỏi câu chuyện chính của tạm nghỉ khỏi câu chuyện chính của campaign và để những cái câu chuyện phụ trong quá khứ để viết lên cái làm rõ lên cái backstory của nhân vật Minh và nhân vật Yuki. Và đồng thời trong cái one shot này thì chúng ta cũng chơi cùng một vài bạn mới, có Nho Xanh và Sương chơi cùng buổi hôm nay. Và hôm nay Linh sẽ là người dẫn chuyện. Mời Linh. Mọi người, mình là gọi là DM của cái short cam hôm nay. Rất vui được gặp mọi người và cũng xin phép Thiện là được tạm thời thay thế, gọi là mượn tạm cái ghế của Thiện để ngồi vào đấy. Ship, pre-ship. Mình xin Ship. Em Chuyển lập tức. trước khi bắt đầu session thì cho mình xin phép là nhờ một bạn tóm tắt cho mình session lần trước được không? À, bạn đã có người xung phong ạ, tuyệt vời. Sai. Sao em thấy à không, đấy là máy của em bị đứng màn hình. Ok. Buổi trước là session lần trước là quay trở lại về quá khứ vài chục năm về trước chắc thế. Lúc ấy Nghi và những gia nhân của mình gồm có Bắc Thân và bạn là Nho Xanh đang ở trên đường đi một cách đầy bình thường thì tự nhiên có một cái gì đấy xuất hiện làm cho chuyến đi không còn bình thường nữa. Cả ba người bây giờ đã lạc như mất những con ngựa trơ trọi cùng với chiếc xe của mình vào một con đường đầy sương bao phủ, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, mọi thứ đều bị mờ ảo. Lúc này, trong lúc Bắc Thân và bạn Nho Xanh còn đang không biết làm sao thì có một quả táo bay ra từ cái cánh rừng, nó là Yuki và Đường, hai người hai cô cậu bé, là hai cô bé rồi, hai cô bé bần thèn thấp kém đến từ một địa vị không cao lắm trong xã hội đã tiến đến Nghi và những gia nhân của mình, và thế là một chuyến đi kỳ bí bắt đầu. Mọi người không tìm được đường thoát ra khỏi cánh rừng sương đầy sương mù ấy, mọi người đã quyết định đi sâu vào bên trong. Bên trong là một ngôi làng trông vô cùng súng, và mọi người tiến vào, mọi người không ngần ngại, không nghi ngờ gì hết, tiến ngay vào ngôi nhà to nhất giữa làng, và đó là ngôi nhà có vẻ như đã thuộc sở hữu của một con ma cà rồng. Clue đó là như thế, còn thật ra như thế hay không thì em không biết, em sẽ nói như thế. Mọi người đi tham quan khắp nơi trong ngôi nhà rất xú này, từ tầng 1 lên tầng 2, rồi từ tầng 2 lên tầng 3, có gì sờ được sờ, có gì động đậy được thì động đậy, mở hết tất cả mọi event. Hiện tại mọi người đã đi đến tầng 3, mọi người vừa đánh nhau xong cùng với một con animated Elmo. Bác Thân đã bị đánh cho hấp hối nhưng nhờ có những cú vỗ vai của Đường, Bác Thân đã sống dậy một cách đầy thần kỳ. Và đó là những gì nội dung của buổi trước. Và bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Yeah. Em làm quá tốt. May may anh Linh nhớ mua nước cho em ở Tennessee. Nói là đó là lý do. Thế không phải Phải được thưởng đúng không? đúng rồi. Chết rồi, thủ tục, quên mất thủ tục, tự nhiên nhớ lại đấy. Mình tìm tìm cho người xem ra đâu, Tục gì với anh ơi? Cần hỗ trợ gì không? không cần không cần, mình đang tìm thấy nó đâu. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, tìm đấy rồi, tìm rồi, để nhập lên cái. Tự nhiên nhớ ra. Buổi hôm nay mỗi người trả cho Linh 20.000 nhé. Hoặc hơn, hơn anh Linh không từ chối đâu đúng không? Anyway, tất cả mọi người đã log in vào Beyond chưa nhỉ? Đang em xoay vào vòng cố vòng. gắng á. Nếu em không không vào được thì chúng ta vẫn có thể chơi bằng TV. Mình chơi bằng cái TV is now Sương đã vào được chưa? Sương chưa vào được thì Sương có thể gửi cho mình cái hình ảnh token nhân vật đấy để mình áp vào loading cho. anh ơi.
Sưng về được rồi nhá, Sưng gửi qua bên chat này đúng không? Gửi hình qua chat đúng không? Có thể gửi thẳng qua tin nhắn riêng cũng được. Okay. Hoặc gửi qua text cũng được. Có nào tiện thì Sưng gửi. Ok. Những ai mà vào được bằng Beyond thì mình không phải lốt lại cái token. Để đấy em xíu, em sắp vàng. Nhưng mà hình của Thiện cũng không mất. Hình đúng là hình của tiếng nó uy tín hơn, nó không mất. Hình của vàng là bị mất. Hình của Hải Đường biến mất rồi, giờ mình đang tìm lại. Em chuẩn bị nhảy vào rồi, không cần đâu anh. Nghe nói hôm nay vào nhanh hơn bình thường. Đúng rồi, em đang thấy nó lót nhanh hơn bình thường. Nên là chắc em sắp vào rồi. 4, 4. Em cũng chắc nhanh là sắp vào được. Nghe Thiện xem màn hình rồi đấy. Wow, hôm nay có TV khác rồi. Trời ơi. Ngon. Mỗi tuần đổi một cái TV. Nghe giàu TV nó chạy nhanh nhất. Nhà có 6 cái TV, bật lên TV nào lên trước thì xem. Lên hình được của Nho và Đường rồi. Của chị. Chị Sương ơi, chị Sương hình như tắc nhầm người hay sao ấy. Không sao. Trên đây kiểu của tại sao chị tắc con sủi vào đây ta. Không sao, nhầm. Đấy rồi, TV của em cũng đã vào được rồi. Sao mình chưa tìm thấy gì cả. Sao TV của em lên rồi. TV em đang quay, sắp lên rồi. Chưa thấy cái hình của Sương đâu. Nhưng chắc là không sao đâu. Trong lúc chờ Sương vào được thì mình sẽ bắt đầu câu chuyện luôn. Từ từ, mọi ơi, không biết cách bật TV. Em đẩy vào xong rồi nó có cái tổng hợp con sót rồi em được nhân vật của tất cả mọi người, xong em làm gì tiếp ạ? Ừ, em thấy nhân vật của em chưa? Em đã join nhân vật của em vào chưa? Thấy cái có cái nút là tham gia VTT hay cái gì đấy? Join một đầu. Ok. Đây này, em đang đúng ở đây. Đúng vào đấy là chui vào luôn. Ok, em đang ở đây rồi. Yeah. Dây chuyển được rồi. Cuối cùng thì bác thân đã lấy lại được cái quyền điều khiển cơ thể của mình. À, hình như là anh nói là buổi trước anh định investigation cái gì đấy đúng không? Ừ, đúng rồi. Và cảm ơn đã nhắc, anh nhớ rồi. Đến lúc nào phù hợp trong khi roleplay thì anh lại tiếp tục làm. Bác thân lần trước là muốn quay lại tầng 1 để kiểm tra một cái gì đấy, đúng không? À, không. Nhưng mà quay lại rồi. Cứ mọi người cứ đi tiếp đi. Bác thân có kiểm tra cái gì đặc biệt không? Có thể nói cho mình. Something có gì đó sẽ đặc biệt đấy. Có gì đấy mà kiểu kiểm tra bình thường nó không ra ấy. Nhưng mà nhưng phải nói đúng cái địa điểm đấy thì nó sẽ ra thì sao? Cho để bác thân thử nốt một lần nữa xem có nó có xú thật không. Trong lúc mà bác thân đi mất em sẽ mình đã bật lại tầng 1. Em sẽ rủ bạn mình làm cái gì đấy. Đã đến lúc rồi. Thế thì em sẽ đi theo bác thân. Bác ơi, cháu tin bác. Bác cố lên. Nếu mà bác làm gì thì cả bác đi cả. Nhưng mà đi, bác làm gì đấy? Cháu không để cháu giúp cho. Cháu biết nhiều lắm. Có vẻ nhá. Ở lại trên này thì trông mấy đứa bé nhá. Có gì la lên. Bác xuống tầng một chút. Cháu không chắc là cháu trông được bọn này đâu, cháu nói thật. Đây là có gì thì la lên. Bác không, bác đừng lo, có gì cháu chồng cả chị Nho chưa? Really? Lúc này em còn bây giờ còn em với Minh đúng không? Em sẽ bắt chuyện với Minh. Hình như vừa nãy tớ thấy cậu ở trong thư viện, thấy cậu hăng hái lắm. Cậu có nhớ cái lúc mà tớ ngã đầu xuống đất đâu? Thôi quyển sách này nó va vào đầu tớ này. Em sẽ lôi cái quyển mà em thó ở trong thư viện ra, em đưa cho Minh xem. Chứ là cái quyển mà em đập đầu vào. Mình nhìn như kia kiểu sờ tay lên đầu. Rồi cái đầu của bạn có sao? Yuki nó kiểu không sao đâu. Còn cái lúc mà Minh chạm vào nó kiểu đúng á, đâu vậy. Sách gì vậy anh Linh? Không đâu. Cái sách gì đây? Những quyển sách ở bên ngoài thì nó sẽ là sách về lịch sử và tiểu thuyết thôi. Ý hết mà Yuki đạp đầu vô đó anh. Đúng rồi, cái sách mà làm cho nó hoạt động cái cơ quan ấy. Yuki, anh I don't know, anh nó không phải sự kiện quan trọng nên không nhớ, sorry. Nó là nếu trên giá sách nó sẽ là tiểu thuyết. Thì em bịa rồi nhá. Đấy là sách tiểu thuyết
Xong rồi là cái tiêu đề con sẽ tên là Final Fantasy. Có copyright không anh? Clip này có đăng lên được không anh ơi? Họ lên là gì? Nó là The First Fantasy. The First Fantasy, không phải Final Fantasy. Không hề gọi là đụng chạm bản quyền tí nào. Tập 10, xong rồi em đọc với Minh đến cuối thì bạn là... nghĩ thế. Bạn là Nayu. Và bạn là... đu tí. Hai hai bạn happy happy. Yeah. Hôm nay chúng ta quá. Trời ơi. Xài nó dốc một cái dốc mà nó niche quá không ai hiểu được luôn. Xin lỗi. Sao đây là đến sự kiện tầng 1 đi. Kéo xào lón lên thôi. Còn đình thái. Quay trở lại tầng 1 thì chúng ta chỉ có một bác thân thôi đúng không? Có Hải Đường nữa. Bác thân và Đường. Ok. Mọi người muốn làm gì ở đây nào? Để mình đem bác thân và Đường. Cứ để roleplay đi. Bác thân đi khoảng nửa cầu thang thì ngó lại lắp thấy Hải Đường lóc cóc đi theo. Ừ. Đi theo làm gì? Cháu xem bác còn chảy máu không? Mình đây cháu thấy cái con to thôi kia nó vào úp rồi bác rồi bắt băng vào sau bên rồi cơ mà. Cháu có vẻ cũng biết một chút phép thuật. Phải cảm ơn. Oh. Thế nên bây giờ là cháu giúp bác rồi đúng không? Thế cháu sẽ đi cho bác, xong rồi bác phải giúp cháu. Hay trên kia bọn nó bắt đầu đọc sách rồi. Đáng sợ. Ừ, đi đi. Đừng có chạy long quăng xa quá nhá. Nếu không trong cái nhà này lạc một mình không biết đường nào một lần đâu. Không sao cả, cháu kinh nghiệm mọi bọn cháu đi lạc suốt đấy mà. Ừ, trước kia bọn cháu cũng đang lạc mà. Thế nào mình sẽ gặp được người? Và không nghĩ gặp được người trong này là điểm tốt. Ý nghĩ người ta còn sống mà. Nhưng thôi đi. Một thân sẽ đi thỉnh thoảng ngó lại xem đường nó còn đi theo không và đi vào các phòng để rồi sang phòng bên này, mở cửa lại đây. Bác đi lắm quá. Ở tường phía bắc có cái cửa sổ nào không nhỉ? Có cửa sổ, đây là những cửa sổ này. À, phía bắc thì không có, chỉ có phía đông. Phía đông phía tây. Bắc và nam là vị trí của những cái lò sưởi, nó sẽ không có cửa sổ. Vậy thì hơi khó kiểm tra một chút. Cháu có thấy thứ bác đang thấy không? Thì đói vậy. Tưởng mới ăn rồi. Thì đói thì lúc nào cũng thấy. À, nó không kêu kêu nữa thôi. Có thấy gì ạ? Căn nhà này được thiết kế hình chữ nhật. Tất cả các phòng nó lấp đầy tất cả vị trí của tường trong căn nhà. Trừ một chỗ. Cái tường này bắt đầu gõ. Ở đây có một khu rất nhỏ, hình vuông, không có phòng nào dẫn đến đấy cả. Mọi người gõ vào gõ vào tường xem là nó có tiếng gì lạ so với các tường khác không. Hiện khi thiện gõ vào thì nó vẫn là những cái âm thanh như là gỗ. Rõ ràng bức tường thì là bằng gỗ, nhưng mà lúc gõ vào thì nó cứng như đá vậy. Tuy nhiên có âm thanh vọng lại rất nhỏ ở bên trong, âm thanh của đá vọng lại thì không phải có thấy rồi gì? Nó kêu như lúc mình gõ vào tường ấy. Bác nghĩ là có một sự khác biệt rất nhỏ, có vẻ không chỉ có gỗ mà có tiếng hơi lạ như là gõ vào đá. Bác lại hy vọng là có một cái cửa sổ ở phía bắc để bác ngó ra nhìn xem là bên ngoài có đúng tường nó lấp đầy không. Chứ bác không nhớ lúc ở ngoài nhìn vào chỗ này tường có hõm vào không. Rồi. Biết gì không? Bạn Yuki, bạn ấy hay bảo cháu là nếu mà mình không có cái gì thì mình sẽ tạo nó. Nên phải đập với cửa sổ đấy mà. Làm như chơi The Sims ấy. Tạo với cửa sổ. Này hay bấm vào nút chỉnh sửa căn nhà này. Bác ấy sẽ nhìn được, kiểu này được. Cháu có ma thuật để làm cái đấy à? Mình đập thôi à? Đập thế nào chả sống? Cứ đập dần. Đập. Được rồi, trước khi đập thì bác xem là có cái cơ chế chìm nào hay cái cửa chìm nào đây không. Tìm cùng bác xem. Và bác thân sẽ thử tìm xem là có cái cửa nào ở trên các cái bức tường này không.
Trên bức tường đó không có, bác thân sẽ tìm rất kỹ nhưng vẫn sẽ không thấy có gì cả. Ok. Bác ấy bước ra cầu thang nghe bên trên xem là bọn nó còn đang nhấm nhẳng nói chuyện không. Nhìn bên trên. Ủa? Rốt cuộc tại sao Nayu với lại cái người này lại happy với nhau vậy? Mình vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng khi kể lại cho mình nghe. Bác ơi, mình không có vợ như Nayu. Ủa sao đó? Mấy đứa. Hey, mấy đứa. Gọi với lên trên. Bác sẽ thử đập tường dưới này nếu nghe tiếng động to. Đừng thở nhá. À, thế à, để cho đập với. Anh, bác ơi, bác nói giọng lên, tiếng nó cũng không giọng lên, bác ơi. Nó to nữa bác ơi, tiếng bé quá. Tiếng nó giọng được 50. Anh nói cao quá, cái mic không bắt anh ơi. Bác, anh không phải không, dưới này, định đập ở dưới này. Cái gì ở dưới này cơ bác ơi, tiếng cho cháu không nghe được. Thực tế quá. Tiếng không tới. Bác bảo là bác bị nặng cho mà giấy tay. Nhớ chưa? Chưa nghe cái gì. Ôi oh okay. Bác định đập tường, bác định đập tường, bác định đập tường ở giấy này. Nếu mà nghe tiếng động lạ thì đừng có hoảng. Ok, để cháu đập với nhá. Đập thôi Yuki ơi, đập tường. Đập thôi, yeah, đập ở đâu bây giờ nhỉ? Nào, số tầng 1. Số tầng 1 à? Okay. Đây này, số đây, tầng 1. Chỗ này, chỉ chỗ này. Bác có xuống không? Yuki xuống không? Có. Để đưa Yuki xuống nè. Và Sương vẫn nằm ở đâu đấy trong căn nhà này. Để đi đập đường. Ở trong. Sương anh thì sao? Nằm. Tự nhiên ra đấy. Yuki xuống rồi đó. Yeah. Rồi. Đập nào cháu. Ok. Em đập. Đây. Em đập như thế này đấy. Athletic check đi em. Em có qua. Athletic. Ôi rồi. Đúng là sò ăn lấy tới clip 21 à? Lúc em đập nhá thì ở bên trên phía của Nghi và Nho phát ra những tiếng kêu kêu rõ to, dầm 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 dầm. Ồ Dính cái hoạt động trên này có vẻ nghe rõ thế. Nó không vang lên từ cái cầu thang đâu, còn nó vang lên từ cái bức tường phía trước mặt của okay. Nho. Em cũng sẽ đấm thẳng ở đấy. Em sẽ bắt đầu đập theo nhịp. Em sẽ lấy trống ra bắt nhịp cho Yuki đập. Mình đang nhìn mọi người kiểu đập tường khó hiểu. What fuck? Anh Linh ơi, cho em đấm tường với. Anh đang nghĩ là mọi người sắp à, nó không thể như thế này được. Nhưng không sao, mọi người cứ đập tiếp đi. Tường thì anh ở cái bức tường gỗ bên ngoài nứt ra. Mọi người có thể Yuki có thấy là ở bên trong nó lộ ra một phần tường đá và Yuki đập vào đấy chỉ đau tay thôi. Không đập xuyên. Thế bắt đầu đứng chửi bức tường đúng không? Mày đập sao đánh tao này? Mày sẽ tục với tao đúng không? Nó cậu là Yuki rồi. Nó giống như là một cái lõi. Một cái lõi bằng đá. Nó cắm thẳng xuống dưới. Cấu trúc thì tương tự như phần tường đá bên ngoài của tòa nhà. Đúng rồi. Em sẽ đi vào bên trong cái phòng ăn. Em lấy một cái ghế ra phải. Thế này thì chắc là cho bác thân có đang đập không nhỉ? Hay bác thân nói kiểu là đập theo kiểu của Yuki hay là kiểu không invest? Bác thân đấy, đấy tìm hiểu, đấy có vẻ là tìm hiểu không thấy cửa nào rồi thì mới bị đập. Đá ở đây cứng hơn bình thường. Nó okay. Nó resist. Nó immune mới lại đam poisoning ấy. Hiện hãy đôn cho mình một cái invest đi. Ok. Sao chắc là không cộng gì đâu. Chính thân RD20 trên Discord nha. 6. Thôi, bỏ nó đi. Nó thích làm gì. Thiện thấy đá ở đây rất là cứng. Có vẻ như là nó cùng cấu trúc với lại đá làm nên tòa nhà này. Tức là nó có magic bên trong. Kháng đam blood của Ninh. Ninh something like this. Yuki ơi. Yuki ơi. Chắc nghỉ đi chậm. Giữ sức đi. Mà nghĩ tường này có ma thuật. Không đập được đâu. Thiện lạc hay mọi người lạc vậy nhỉ? Nhưng mà tất cả mọi người lạc thì chắc là thiện lạc. Ma thuật mà.
ta thấy nó có dùng ma thuật. Có khi nào mình sắp biến thành ma cà rồng không? Sao nếu không được thì cứ để ý chỗ này, nhưng mà lên tiếp đi đã. Chứ không để bên trên kia bạn, mọi người bên trên bạn cũng không yên tâm. Mọi người đây này bác. Okay, Nho và Minh bên trên. Anh à, Nho và Minh vẫn ở bên trên. Hai người roll cho mình một cái perception đi. Ok. Ý là em cũng không nhớ perception của thằng Minh là nhiêu. Quay lại tầng 3 nào. Nice. Nho nhìn tất cả mọi thứ ở đây trong mắt Nho là Minh. Thầy môi trong mắt thầy môi chủ nhân thôi, thấy gì vậy? Em roll trước đê chay rồi em họ nghĩ đi anh, nghĩ nghĩ đi, nghĩ họ nghĩ nghĩ luôn anh rồi. Ai ai vợ tôi nghĩ nghĩ anh rồi. Trong mắt em chỉ có em để ý nhau rất kỹ, phần còn lại thì không quan trọng. À, những gì khi mà lên Nho và mình kể với mọi người không có gì đặc biệt xảy ra ở đây cả. Nhưng mà những ai có passive perception trên 13 nhỉ? Có ai không? 13 có tính không? 15. Nice. Thế thì Yuki lúc lên đã nghe thấy tiếng sột soạt ở căn phòng, và có những tiếng như là tiếng gió rít qua, nó kêu ở căn phòng này. Những vị trí khác chỗ này nó còn tiếng vọng của lúc nãy mọi người đập ở đấy, nó còn tiếng bộp 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 bộp. Vọng gì, vọng lâu vậy ta? Vọng lâu vậy ta? Em sẽ rút cái ghế ra, xong rồi em đi cầm cái ghế trên tay. Em sẽ vắt cái ghế từ tầng 1 đến tầng 3. Ok, em sẽ làm gì vậy? Xong rồi em sẽ bảo hình như là cái phòng ở hướng 12 giờ ấy kìa. Cái gì đấy chứ biết là có phòng nhà này có chuột không? Nếu như mà có chuột thì phải giết. Đi. Mình sẽ có thịt. Đúng rồi, có thịt chuột. Để nó sống trước cái đã. Như cũ nhá, mọi người bấm là nó mở đấy. Vậy cháu muốn vào cửa nào chỉ đã? Hướng 12 giờ. À, hướng ở đây đây. Để cháu. Thế thì đợi tí. Đợi bác tí. Bác thân sẽ đứng ra cái cửa hướng bên trái và giữ cho nó đóng, không cho bên kia có thể mở. Lúc mọi người lúc mà Yuki mở ra, Yuki thấy có một cái chổi nằm ở giữa nhà, tự quét nhà. Xung quanh căn phòng này thì có nó chứa đầy mạng nhện, có những cái khăn tắm ở đây, một cái mùi gọi là mùi bí ấy, và bụi khó mặt của Yuki. Chổi vẫn đang quét, bởi vì là cái chổi quét nên phòng này lúc nào cũng trong trạng thái đầy bụi bay xung quanh, nó chỉ tự quét ở đấy thôi. Chổi biết quét nhà, đóng cửa lại. Đây, em sẽ quay sang Nho. Nho ơi, có gì thế đóng cửa lại thôi. Hả? Em thấy gì? Em thấy cái chổi quét nhà, em sẽ quay sang Nho. Nho, nó kiểu cái thang được kìa, nó biết tự quét nhà. Sau khi mà em vào kiểu bị sụp bụi, em sẽ đóng cửa lại. Mà có một cái cửa tự quét nhà trong đấy thôi, bụi nó cứ bay tứ tung ấy. Để anh vào kiểm tra cho. À, đúng rồi, đây là cái mà mọi người hay nói là cái gì nhở? Đây là lòng tự trọng của bọn gia nhân đúng không? Phải tự quét, không được cho cái chủ, cái chổi nó tự quét. Đúng rồi, anh vào anh đánh cái chổi đi, cái chổi đang khiêu khích anh đấy. Bình tĩnh nhở? Những cái thứ kỳ lạ mà di chuyển trong nơi này thì nên cẩn thận. Vì nó kỳ lạ, cháu mới bảo, thế cháu phải vào kiểm tra ấy chú. Để nó đứng im ở đấy không, tí nó lại móc đằng sau thì phiền lắm. Rồi, có cái gì để ném không? Cái ghế của cháu này. Cái ghế. Ừ, thế chú ký đưa anh cái ghế. Ừ, đây của anh. Cho kéo hộ con nhân vật của em di chuyển, cái em không lưu chuyển con nhân vật của bạn. À, ok. Đúng rồi, đây là thế này đi, để em truyền cho anh cái ghế, do nó bắt đầu cầm cái ghế này, rồi mình gậy bắt cho bác mời nhá. Bắt lấy, ít lấy. Xin. Ok. Rất quỷ. Đã thấy đường đứng xa xa ra khỏi tầm ném vừa. Ở đây là Minh. Nho đâu? Nho đây. Để cho em mở cửa cho em đi vào cái. Giờ mới để ý sao em yếu vậy anh? Sao em có bảy máu gì? Trung bình quy dân. Mà gì? Pháp sư này. À, nắm mũi à? Lấy khăn tay là bịt mũi đi vào.
đứng đằng sau thì thầm với nhau là anh sợ nó à, đang chiếm mất việc của anh kìa. Tôi nhìn thấy nhân vật của mình chưa? Nó chiếm mất việc của anh phải cảm thấy vui, anh đỡ phải làm việc lên. Ô thế à? Ừ. Em ở trong cái nhóm ngoại thành ấy, kiểu như là mọi người phải làm việc mới được ăn ấy. Thế nên là đứa nào làm mất việc của mình là ghét lắm, là phải đánh nó. Đúng rồi, nếu mà không có việc làm là bị đuổi đấy. Đúng rồi. Còn em làm một mồm mới được tận mấy quả táo này. Đúng rồi. Ông nghe chưa? Nghe chúng mày nghe tệ đấy. Lần sau thôi cho anh không nghĩ vui là... mà đấy đúng lắm. Ai thấy chúng mày tụi có tìm ăn đấy. Em ấy, em để nhìn này không rồi nó lại cố gắng khoe cơ bắp của một đứa con nít nhưng nó vẫn có một cái gì đấy. Thế xong rồi anh ấy, anh không biết đâu, ở đấy á em được việc lắm, em toàn được các anh chị lớn tuyên dương thôi. Ngày nào em cũng đúng. Ngày nào em cũng được phát một ổ bánh mì mà em được ăn tận hai ổ. Tại vì em lấy của bạn này này em chỉ ra đường. Khi nào mà làm vào làm cho nhà anh không cần làm thế đâu, đồ ăn đầy đủ lắm em. Ôi nhưng mà em thấy, em nghĩ là cái phong cách sống của em nó sẽ hợp ở đây. Em biết cái kiểu của bọn mọi người bên quý tộc rồi, cứ ngày dậy xong rồi là ngủ trên giường, xong đứng ti pâu dưới này là có mọi người mặc quần áo hết cho đúng không? Thật ra em không thích sống như thế đâu, mệt mỏi lắm. Tao thỉnh thoảng là phải đi nói chuyện, kiểu cầm cái quạt ra ngoài là như thế. Mình không được sống như thế đâu kia. Em mình là nhân mà mình không được sống như thế đâu, em chủ mình mới sống như thế thôi. Mình là thằng cứ mặc đồ cho họ em. Nhất nhìn mình. Thôi không sao, bọn em tự mặc đồ cho mình được rồi. Mắc mẹ đời này, mặc đồ cho em. Trời ơi, đồ em lúc nào ở trên người có mỗi cái bộ này thôi. Có gì thay đâu. Anh ở đau đấy, bây giờ anh làm gì cái chổi kia đi. Nó vẫn quét từ đấy đến giờ. Đấy, mình hát gì rồi kìa. Đấy, đúng rồi, tại anh đấy. Anh cũng còn với khăn tay xài đi em. Anh vẫn còn với khăn tay. Nó chuẩn bị cầm váy nho lên hát xì vô váy rồi đó nhưng mà... Mọi người vẫn để cho cái... Mọi người mở cửa ra thế đứng ngoài nói chuyện như vậy à? Chẳng không, em là tình gì vào sao anh không thấy anh nói gì? Em tưởng là không có gì kích vào. Em tương tác gì nhở? Em mọi người nói chuyện nhiều quá, anh trôi mất cái hành động của em rồi. Em thì nói, em tính chọn, em động vào cái chổi. Em động nhẹ vào cái chổi thôi à? Cái chổi nó dẫy một cái giống như là nó... Giống như con mèo bị chạm vào lúc nó không thích ấy. Nó quét nhà kia. Ok, em lắm mạnh vào em bẻ cái chổi luôn. Em bẻ cái chổi ra. Em roll một cái hit bằng tay đi em. Ừ, em không bẻ được. Cái chổi nó quay lại nó quật em một cái. Đáng lẽ chỗ này sẽ có combat xảy ra. Nhưng mà mỗi người đánh một cái đi. Nó không quan trọng lắm. Mỗi người chạy cho vào mỗi người hội đồng cái chổi hoặc là cho nho solo với cái chổi cả đời. Nghe hay đấy anh bị dùi. Để rút ngắn thời gian bởi vì là có nhân vật mới ấy. Đấy, mọi người nho có thể chọn là vì danh dự em ở lại em PK với cái chổi cả đời hay là em bảo là mọi người cứu rồi là để cái chổi ra mọi người hội đồng nó. Đây em hội đồng nữa chưa? Là này mười. Em crit đi, crit rồi không sao. Mọi người đánh một cái đi. Cho cái chổi đánh nhỏ. Anh bảo tao chiến không đẹp. Nó hãy rắn quật em hai cái. Phát 14 em... Phát 12. Trúng cái nào không em? Không trúng cái nào cả. Sự. Đúng là có. Đúng không? Quật trượt em hai cái. Mọi người chỉ cần roll hit thôi. Không cần roll dam đâu. Mình xem thôi. Mỗi người một hit. Yuki trong cái cơn gọi là bối rối đấy thì Yuki và Nghi và Thiện ba người vào gọi là bẻ nát cái chổi ra hoặc là làm gì đấy flavor tùy mọi người. Đường cũng cố gắng tham dự vào nhưng mà cái đôi tay nhỏ bé của cô gái ấy không chen vào được cái chỗ của những cái em những người này. Cái chổi chết rồi, mình nói ra câu này mình thấy cái chổi chết. Yuki và Yuki chắc chắn rồi sẽ đi vào trong và Yuki còn đầy bụi bặm bước ra cái chổi chết rồi. Cái chổi chết rồi mọi người ạ. Sao anh thấy Yuki người đầy bụi như thế lại phải chạy ra lại đi ra ngồi vũ phủi bụi cho Yuki. À đến lúc rồi em đứng tí bao rồi cho nhỏ phủi bụi họ.
cảm giác làm quý tộc là đây ư? Định. Trong lúc mọi người làm gì thì làm, thì em tại vì em không được gặp cái chủ nên là em đi mở cửa. Em đừng hỏi, em có thể click và mở luôn. À, ok. Lúc em click mở cửa này ra, cái tiếng động này rõ, nó phát ra rất rõ. Không phải tiếng zip, nó là tiếng khóc, nó là tiếng thút thít của một ai đấy. Đây lại có trẻ con mọi người ơi, em đóng cửa rồi nha. Không phải tiếng của trẻ con, tiếng của người lớn luôn đấy. À, có một tiếng, đó là tiếng khóc nhưng mọi người không nhận ra là tiếng của trẻ con hay người lớn đâu. Nhưng mà sẽ có những cái tiếng khác như là tiếng ru. Ê ơi, ngủ đi. Em đóng cửa lại. Sương, Sương đã nhìn thấy character của mình chưa? Nếu vào được Beyond rồi, Sương sẽ nhìn thấy đó. Ờ, Sương thấy rồi. Em hỏi đường là cái gì mà cứ đóng mở đấy. Cô chủ không có thấy, không nghe thấy tiếng gì kỳ lạ. Đúng rồi. Có thấy các tờ người ta đang ngủ. Ok. Đúng rồi. Ngày xưa tớ cũng hát du mấy đứa chạy trong trại rồi để tớ hát cùng. La 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 la. Tớ có nhìn thấy không? Nó sẽ đi vào mở lại cái cửa cô chủ vừa mở. Em cũng sẽ đi vào theo nhau rồi em sẽ hát. Do you wanna be a snowman? Come on, let's go and play. Em quay tớ để xua đang ngủ. Thương nhé. Khi cánh cửa mở ra thì Sương có thể tương tác với mọi thứ xung quanh. Sương hiện giờ đang ở trong chỗ đấy và Sương có thể click vào cái đấy. Okay. Sương thấy không? Thấy. Ô, mình không nghe thấy Sương nói gì cả. Mọi người nghe thấy không? Em nghe được. Có. Ok, nên mình để chút mình Discord mình đi lát. Bây giờ mình đọc khẩu hình của Sương đấy. Oh my god. Đỉnh. Nghe được không? Nghe được. Em vẫn nghe được. Nghe tốt luôn. Thì cánh cửa mở ra rồi thì đấy, cái tiếng tất cả mọi người đều sẽ có thể nghe rõ ràng cái tiếng ru. Tiếng ru của một người người mẹ ru con rất là rõ ràng nhưng rất là ghê rợn. Cái giọng nói nó có cái tông rất là trầm và độ vang cao khiến cho người ta liên tưởng đến những cái tiếng hát giống như là những cái tiếng cầu kinh hơn là một tiếng ru. Tương đấy, Sương có thể làm mọi thứ Sương muốn hiện rồi nhá, không phải ngồi trong bách. Ừ. Có thể cho Sương cái context và nhân vật của Sương đang trong hoàn cảnh như thế nào được không? Hiện giờ Sương đã bị một cõi gì đó dí, sau đấy Sương chui vào trong cái chỗ đấy và Sương đang trốn ở đấy được khoảng một nửa ngày. Thỉnh thoảng Sương sẽ thấy con đấy và một con khác, nó còn sợ, đáng sợ hơn nữa. Cái con kia ấy, nó là một thằng cao khoảng 2.5 mét. Nó sẽ thỉnh thoảng nó sẽ đi trong nhà, đi lại cho nhìn cả gia đình đấy. Một người đàn ông rất cao to và cười lở loét. Ở đây xem chị chồng. Nói chung là nếu mà nhìn thấy thì Sương sẽ bị sợ. Chắc chắn rồi, for sure. Nên Sương đã ngồi ở trong chỗ đấy được quanh một ngày cộng rồi. Ý là trong cái nhà này Sương đã ở hơn một ngày rồi. Còn Sương có thể trốn ở đấy bao lâu? Tùy Sương. Ok. Tôi nghĩ là Isaac sẽ cho là kiểu nói vọng ra khi mà nghe thấy tiếng có người mở cửa, thì kiểu là ma là người thì đến giúp tôi với. Em đang đi ở sau này nên là em có thể nghe cái người hát đấy hát có hay không? Hát không hay thì em đệm trống phòng nghe cho nó đỡ lại nhịp được không? Nó khá hay nhưng nó vẫn khá ghê. Như nó như kiểu là thế đừng em... bỏ em một mình nhưng mà là thế giọng thì bài. Em có thêm một cảm giác đấy. Đừng xa em đến đây. Khi vào tố khỏi sông đấy. Thôi cậu chủ, tôi nghĩ là để tôi đi vào để kiểm tra trước. Có gì tôi sẽ gọi lại mọi người để mọi người đi vào. Cái tiếng đấy phát ra từ cái phòng bên cạnh này. Sương, cái giọng của Sương thì phát ra ở bên dưới. Ồ, tiếng hát là không phải từ hướng của Sương. Đúng rồi. Đằng kia có ai nói gì thì bác vẫn nghe thấy không? Nó không thấy tai của bác vẫn có tai mà đúng không? Thì bác nghe mày kiểu gì? Nho vào ngó mày. Vào từ đấy rồi nhưng mà chưa không ai kéo đi vật của em vào ấy. À thế à? À thế à? Ừ, em có điều gì kể được không? Lời nguyền lô lệ không thể tự di chuyển nhân vật bản thân. Với. Linh có thể cho mọi người thấy tầm nhìn của Nho không? Ok. Đã bật. Cái phía bên dưới này của em là tường luôn này. Bên dưới là tường. Đi mà tiếp tục thôi. Vậy là mọi người chưa thấy tầm nhìn của nhau. Nghe rồi nè. Vision rồi mà. Có cần phải kéo lại token nó không? Nó không có vision.
nhóc không thưa sếp bây giờ là không cần nhìn không cần nhìn luôn mà mù luôn đó. Những nhân vật nào mà mình lock được vào Beyond ấy nó mới lưu tầm nhìn. Nếu không mình phải vào mình phải lốt lại. Ok. Ok. Rồi nhỏ đây. Nhỏ đang đứng ở cái chỗ mà cái cửa cái trước cửa cái phòng phát ra cái tiếng hát đấy. Thật sợ luôn. Em phải nhỏ nhìn em phải đi xuống dưới. Bây giờ em chưa đừng mở cái cửa kia hộ nhé. Kiểm tra cái phòng này trước rồi hãng mở vào cái cửa đấy. Để cửa nào cứ không phải đằng sau. Cửa này á. Bên phòng cậu à, cửa này ừ. À. Đúng vậy, cửa họ bảo không mở ra. Cửa đấy không thách thức em, cửa thách thức anh, thì nó hay để nó cho anh, được chứ? Ok, đó. Đừng gây gây quá. Do you wanna be a snowman? Alo, sống thì nói mà chết thì thôi. Anh Linh ơi, mô tả phòng em đấy. Nó không, cái giọng nói bên trong không phản ứng lại với lời nói của mọi người. Nhưng cái giọng nói ở bên dưới, trong cái tủ đấy thì chắc là có, đúng không? Em đang vọng vào cho chị Sương ấy. Sống thì nói mà chết thì thôi. Alo, alo. Sẽ chết tới lâu. Đóng đạp với lại cả Go Away Anna rồi em sẽ ok. Cái cô lớn cứ làm cái gì mà lâu vậy? Nho Thành sẽ thay lại đi vào cái tủ. Nên thay vì mở ra thì Nho Thành đóng cái tủ. Má, nhưng mà mở nhá. Em chưa bao giờ thấy cái giường nào to như này trong đời. Em nhảy lên. Yeah. Yuki, anh thấy cái giường kia nó thách thức hay đúng không? Sao mình thử đi. Ok, em bắt đầu nhảy lên cho em nhún. Còn Nho Xanh xem xong nó sẽ quay lại, Nho Xanh đấm cái tủ. Hay vì mở cái tủ ấy. Đấm cái tủ. Ừ, em đấm cái tủ. Chứ có tự mở cái tủ ra được không? Mở được mà. Em có thể dịu dàng mọi thứ được không? Không sao, em có thể làm thế, nhưng mà đó là nhận xét ngoài đời. Đúng quá, không. Nếu nó đã đấm thì mắc gì lại mở ra, để bị anh đấm mà. Chứ này nó không mở. Nó cộng một cái đó. Thì có thể thử mở ra với đôi đấm thì sao? Đây là bài học của người không chịu tự gõ cửa trước khi mở. Có đau tay là chuyện của người đấy, tôi không muốn. Không sao. Rồi, Nho đấm tủ. Cần rô tôi hết cho anh. Cái tủ đứng yên mà. Yuki đang nhảy trên giường và thế kiểu ơ cái cửa đó nó thách thức anh à, anh cố lên nhá. Em biết anh làm được mà, cố lên. Yeah, anh phải chiến thắng cái tủ. Rồi, Nho đấm cái tủ thật không? Nếu em đấm em hôn, em check đi xem Cương sẽ thấy cái gì trong đấy. Athletic check. Ok. Cương ngồi bên trong và thấy một cái nắm tay đấm dầm phát bay qua đầu ngay cạnh ngay trên đầu mình này. Khổng một lỗ bên trong, ánh sáng chiếu xuống. Gương mặt, ánh mắt của hai người chạm nhau. Ờ. Thế ra có người trong ảnh ok, mở cửa. Cái gì đây? Phải nó có gì á? Sao cái nhà này là của mình? Sao lại có người ở đây? Nhà của mình mà. Có nhà của mình mà. Sương nhá, là lúc trước là Sương gặp rất nhiều những người, những con quái vật, những cái con ma mà hầu hết là người lớn. Hiện giờ Sương sẽ thấy mấy đứa trẻ vừa đấm cái tủ thủng một lỗ rồi nhìn cho mình ấy, tầm tuổi của Sương. Ờ, cho tôi hỏi là bạn đây là ai được không nhỉ? Em muốn vô xem được không? Ai kéo cái tủ cần của em dậy vô xem chứ? Ai bác, anh này cũng có sừng giống bác này. Có sừng giống bác kia, cái bác cao cao to to kia, cái tay của bác. Ngoài kia có bác có sừng, nhưng bác nhiều sừng lắm. Thật hai cái. Mày đều thấy cái gì vậy? Ở đây có một người có một nữa bác ơi. Có sừng bác ơi. Có phải đồng loại của bác không? Nhưng mà không giống đâu, bạn này da trơn, bác kia da mẩy. Chị Sương ơi, chị có phản ứng gì không? Hay để em phản ứng thay chị à? Isaac có nhìn thấy nhân vật của anh Thiện không? Isaac. Thế là mọi người đều đi vào rồi. Bây giờ thì bác thân đang đi vào và kéo theo tay của Minh. Trông bác thân trông như thế nào? Có thể cho sự thân là một người Dragonborn to lớn, trông có vẻ như là một người chiến binh. Hiện tại thì đang đứng cạnh và có vẻ như là bảo vệ Minh khỏi cái thứ lạ. Hiện tại là chưa biết là bạn hay thủ. Isaac sẽ muốn bấu vào cái da của cái người Dragonborn này. Không biết là có đau không, nhưng mà cô cần phải biết là đây có phải là ma hay không. Lúc Isaac bước đến thì bác thân sẽ hơi theo cái phản ứng của mình, gọi tay đưa ra về phía cái chuôi thủy của mình. Nhưng mà khi mà đây là một cô bé đúng không? Khoảng mấy tuổi? 10 tuổi. Ok.
thấy cô bé chỉ chạm vào tay mình và bấu vào ra. Thì bác ấy lại thả lỏng tay cái chuối chùi ra. Thán trời, cuối cùng có cưới sống rồi này. À, rồng sống, cái gì cũng được kia bạn. Yuki sẽ làm thủ tục vào đó. Nó sẽ đi ra, nó bóc từ trong quần ra một quả táo. What the fuck? Bạn ơi ăn không? Táo không? Mình thấy Iset cấu bác thân, mình cũng kiểu... Ủa vui lắm hả? Xong cũng có bác thân. Nó rất vui. Ê, nếu như mà cái này cái... không giấu được cái gì là người sống nè. Cái... Nghĩ đây sao? Mày cắn suốt ngày rồi. Xong rồi quỳ xuống. Trước chỗ Iset mà hỏi. Cháu là ai? Làm gì ở đây vậy? Nó đang lịch sừng Iset. Nó cầm quả táo nó dí dí vào má của Iset. Iset cầm lấy quả táo rồi cất vào trong người, không quyết định ăn. Nhưng mà cô nói là tên tôi là Iset và tôi đang tìm một gia tộc tên là gì ấy nhỉ? Sorry, không nhớ tên. Dusker. Dusker. Và tôi nghe rằng là họ đang xuất hiện quanh đây. Quên. Không may rằng bị lạc vào trong chỗ quỷ quái này và bị kẹt suốt một ngày trong cái nhà này rồi. Rất cảm ơn vì sự giúp đỡ của mọi người. Nho Xanh sẽ đi đến quan sát một chút nhá. Mình muốn nói quên một chi tiết mình sẽ nói cho Sương. Thì đó là khi tại sao Sương bước vào đây. Thì Sương gặp lại hai đứa trẻ nhà Lusker đứng trước cửa nhà và bọn nó bảo là trong nhà có gì đấy sợ lắm. Chị đến đây giúp bọn em đúng không? Sương biết rằng hai đứa bé đấy là của nhà Lusker và nó bảo đây là nhà mình nên Sương mới bước vào. Thu thuế đến rồi. Nhưng Iset kể lại đúng chuyện đấy. Có, tôi đã gặp được hai đứa trẻ của nhà Lusker quanh đây. Kết cục là mọi người có gặp hai đứa nhóc đây không? Hay là bất cứ ai từ nhà Lusker? Người sống, chỉ cần là người sống quanh đây thôi. Người sống thì em không có. Nhưng mà lần nãy ở dưới tầng 2 có bộ xương đấy. Mình cũng gặp hai đứa trẻ nhà Lusker ở ngoài căn nhà và chúng nó nhờ vào tìm giúp bố mẹ chúng nó. Damn it. Có vẻ như mình bị cài bẫy. Mình bị cài ạ. Oh no. Vì đây là một cái bẫy sao? Vậy từ lúc vào trong cái căn nhà này cháu đã thấy những gì rồi? Không gì nhiều lắm ngoài những thứ không sống đó. Đó là một nỗi nhục nhẽ khi mà em phải chạy như vậy. Iset nhìn thấy Minh và người còn lại Sơn không nhớ tên là ai, cái người mà cùng thuộc vào nhà của Minh đó. Nho. 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 Kiểu, tôi biết bạn. Bạn là người tổ chức bữa tiệc và bạn thân của cái đứa nhà Dusek. Bạn phải biết nó ở đâu đúng không? Mình chớp mắt một cái, mình chớp mắt hai cái. Mình nhìn đi em có được history check để coi mình có nhớ không? Nhìn lên trời. Mình nhìn lên trời. Hai người có thể gặp trong cái buổi tiệc của nhà Almen ấy. Hoặc là ở ngoài mọi người có thể set up là có qua lại với nhau. Bây giờ thôi. Lúc đấy mình đã... Ok. Anyway. Nghi còn nhớ hay không? Đấy, tùy. Tức là nó có nhớ thì nó cũng đâu biết tung tích người kia ở đâu đâu. Nên mình chỉ lắc đầu. Em cũng không biết nữa. Không phải. Bạn thân trên thế giới là một thứ rất quý hiếm. Và tôi nghe rằng người đó là bạn thân của cậu. Và cậu không biết người đó ở đâu. Xong rồi chồng. Đúng vậy. Xong rồi chồng lâu đài thì... Là mình có phải bạn thân của nhau không? Thân thiết cũng chỉ là một thân cái... Này lâu. Một cụm từ thôi. À, đã hiểu. Cậu là một người rất được giáo dục. Cậu hiểu rõ từ bản thân có nghĩa là như thế nào. Trong giới của chúng ta, tôi có thể tôn trọng điều đấy. Trong lúc mọi người đang nói chuyện yên bình thì em sẽ bảo là thế mà mình có đi ra nốt cái cô đang hát luôn. Bảo cô hát nãy giờ hình như con cô chưa ngủ. Chẳng xe ở đấy ra. Nó là cái gì đấy siêu nhiên, tôi không biết nữa. Đó là cái gì đấy siêu nhiên đó. Devicers. Em sẽ Devicers một cái sau khi mà y xem nói thế. Yuki, ma kìa. Devicers. Trong tầm nhìn của em 60 feet đúng không?
Có hai thứ. Một thứ ở ngay trước mặt, thứ ở bên trên. Kéo hướng khoảng này, như ở tầng trên. Rồi em chỉ thấy đen xì, what the hell. À ok. Ra zoom ra. À ok ok. Em vừa click vào vị trí đấy thì mọi người biết là ở hướng đấy. Sau khi em như thế này, xung quay ra đường. Chứ mẹ rồi đường rồi. Đéo ổn rồi. Tớ cảm thấy gì đấy. Em cảm thấy gì nữa? Bọn nó không nói điều à? Ừ, bọn nó không nói điều đâu. Cậu nhớ cái lần cuối mà tớ cũng bảo thế, xong rồi là mọi người bị mấy con ma ở nghĩa địa đánh cho quay mỏ. Tớ phải gọi chị Kaze ra cứu không? Ừ, hôm đấy cũng có hai cái dao mà bị đấm rồi. Ừ, lần này y hệt thế. Mọi người ơi, có ma thật thế. Ừ, mọi người cẩn thận nha. Chết mẹ rồi. Em cảm thấy cái gì ở đâu cơ? Yuki, em nói rõ lại đi, em cảm thấy cái gì ở đâu cơ? Em cảm thấy có một cái gì đấy đéo bình thường ở hướng 2 giờ. Sao? Hay giờ là bên này hay bên này? Bên này. Là bên vừa bên này. hai đứa hải đường với Chiều Kỳ đâu đứng đối mặt nhau 2 giờ của tao hay 2 giờ của mày. ý em là phía trước mặt chúng tao bên trên này hả? Đúng rồi, nó như thế. Thái ơi, giờ mình phải Thái ơi, anh tưởng em dùng đồng hồ táo rồi. À, các quả táo nó nhìn khoảng độ 100 quả táo về hướng này. Ok. Cô chủ, tôi nghĩ là cậu nên đi ra ở cái cửa ấy đi. Cửa nào? Okay. Cửa sổ hả? Ok. Bây giờ để bạn với một mình trong nhà nó còn kinh khủng hơn, bởi vì hình như cái đấy nó di chuyển. Nó có di chuyển không anh? Nó không di chuyển. À, cái ở tầng trên nó có di chuyển. Cái ở bên trong thì không. Anyway. Mình mô tả qua cái phòng đã, vì là mọi người hiện giờ ấy gọi là bình tĩnh lại một chút thì mình sẽ mô tả qua cái phòng trông như nào. Đợi chút. Anyway, mình xin phép 5 phút mình đi bỏ cửa cho em mình. Mở cửa real. Alo, đợi tí anh xuống ra. Real mở cửa. Thế thì mình có thể tò mò mình bấm mở cửa này ra không nhỉ mọi người nhá. Mở ra thì đóng hoàn luôn kiểu. Hẽ ra mình cái. Đừng. Cái cửa đấy, cái cửa là thách thức em, thì đừng làm thế. Sao cục là sao? Trong các bạn có ai thực sự biết tiêu diệt những con ma không vậy? Được thì biết bạn này có trò gì có uống cái la xì bùa nó biến mất đấy. Ồ, phù thủy. Hay là một trò có mấy cái trò mà uống cái la xì bùa mới phát sáng lên xong rồi nó biến mất đấy. Có mấy anh chị nó quen đi. Mấy anh chị cứ tụng kinh xong rồi là cầm mấy thanh kiếm rồi tự nhiên nó phát sáng lên nó đấm hay. Và nó cố gắng đi miêu tả lại device mai. Nó biến mất. Bạn ấy không ở trong nhóm mình đúng không? À, bạn ấy là vài năm nữa. Mọi người có chắc về việc đi mở cánh cửa đó và gặp con mẹ hay không? Hay là chúng ta đi rồi? Anh nghĩ là không. Không. Chúng ta ở đây cũng để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với nhà Dlusker. Tại vì đấy có thể là nguyên do chúng ta bị kẹt ở trong cái chỗ sương mù này. Nhưng chúng ta không muốn phải đối mặt với những cái thế lực siêu nhân. Phải tránh nếu có thể. Tôi nghĩ việc gặp nhà Rusker sẽ dễ hơn thế này. Ai biết được họ lại đi chiêu mời những con ma để ém ngồi nhà như vậy chứ. Tôi cũng không nghĩ là phí mạng ở đây là một quyết định sáng suốt. Ý nhất là về lâu dài. Cháu sẽ phải ngạc nhiên với những thứ mà người ta cần dùng đến thế lực siêu nhân đấy. Ý bác là gì? Khó hiểu quá nhiều kia. Tôi thì cũng khó hiểu lắm đâu. Hồi trước với anh chị ở bên mình ấy cũng buổi đêm rủ nhau ra nghĩa địa unboxing mấy cụ xong rồi là gọi hồn dậy để hỏi chuyện nên nó đã cố gắng miêu tả lại Spirit Dance. Kiểu các anh chị cứ 12 giờ đêm đi ra xong rồi là ủa là gì vừa unboxing một hai cụ lên xong rồi là cụ ơi cụ có biết cái này là cái gì không? Cụ ơi, cụ có nhớ hồi trước cái này nó xảy ra lúc nào không? Thấy cũng vui mà. Em xác nhận là mình chưa biết những người khác. Để kiểu rất là tò mò khi mình được nghe về cái gì đó nghe giống như là Necromancy bên kia. Nên là em sẽ chủ động muốn hỏi là nhưng mà mình chưa được cơ hội biết mọi người là ai. À, đó là Yuki. Nó sẽ lau tay một tí. Mình nhận được. Không cần lau tay đâu, anh rửa. Em tắm qua cho em rồi còn gì. Không sao, cả vừa nãy nói vừa chơi phòng chơi bụi chứ sao? Nó đâu được. Bác.
Hai đứa hai tay nhắc. Mình sẽ mô tả tiếp căn phòng này. Căn phòng này có một cái cửa kính mở nhìn ra ban công. Mọi người có thể nhìn thấy. Anh tính cái cửa kính này nó cũng giống như là những cửa kính ở những phòng khác. Tức là chỉ có thể nhìn thôi, không đập được. Có một cái giường đôi ở đây. Và mọi người có thể và một cái tủ. Cái tủ trong cái nãy xương trốn bên trong. Có một cái gương ở chỗ này. Và ở trong tủ mọi người có thể nhìn thấy một bộ quần áo bụi bặm của một người hầu. Khá là kỳ lạ. Lại có quần áo đây. Nhưng mà quần áo anh nho cho chúng mình mặc cũng đẹp mà. Mình mang về cho mấy đứa ở nhà nữa. À ừ đúng rồi. Đây đây đây, cầm lút. Lút. Thật khổ đây. Thắc nghĩ kiểu việc thấy quần áo ở đây trong nên là những cái căn phòng là cảm giác của chủ nhân lại có quần áo của một người hầu như này. À vừa nãy em đi vào xem ngoài cái ở trên tầng ra thì em cảm thấy cái đó ổn lắm là nó cũng ở hướng 12 giờ đúng không, là cái cửa mà vừa nãy em định hát đúng cái, vào đâu biết không? Một cái ở hướng 2 giờ à, 12 giờ, một cái ở hướng 2 giờ nhưng ở tầng trên. Ok mọi người nhớ nhất tầng trên nhé. Linh không tiếp tục nào, cho phép em đập cái cửa. Em đập đi. Nhưng mà chúng ta có thể mở hé nhìn. Chúng ta có thể mở hé nhìn thay vì đập được không? Bác không muốn. Không, ý là ừ? Cái gương, sao cái cửa, cái gương. Cái gương, cái gương chỗ nào nhỉ? Ngay bên cạnh, ngay bên cạnh. Sao chúng ta đập cái gương? Sao to make sure. Nó cái gương này có thể làm gì anh được? Hay là anh ghét hình ảnh của bản thân mình là thế không? Oh my god, em biết là có mấy không đứa à? Có mấy đứa có kiểu issue với lại cả hình ảnh của bản thân ấy. Không hẳn đâu. Đi ra hồ để tắm, tưởng là cứ đánh nước như thế từng... Thì trước anh đây từng được kể về một loại quái vật có thể khiến người, có thể trốn ở trong gương, tạo ra ảo ảnh để khiến người ta lờ mờ nhìn thấy những người đồng đội của mình là những con quái vật, khiến họ tấn công và tới họ tấn công đồng đội của mình. Thế nào? Ừ. Như này, đây là một căn nhà hoang và chẳng có gì ở đây ngoài ma cả. Thế nên tôi nghĩ họ sẽ không để ý nếu như mà có một cái gương vỡ đâu. Cứ chắc ăn cho nó tốt, đập vỡ cái gương đấy đi. Nhưng mà đừng dùng cái tay của cậu. Nó xanh sẽ cầm cái gương đi đến. Thì... Lấy cái khăn hay cái gì đó che cái gương lại đi. Lỡ như đập vỡ cái gương xong cái gì đó chui ra thì sao? Ừ, thì nhất chúng ta biết được là đằng sau mình sẽ không còn một con quái vật nào cả chủ nhân này. Nếu nó phải chui ra gương khi mà mình đập thì khi ngay cả khi chùm nó lên thì nó vẫn sẽ chui ra thôi. Có cái ghế này. Không, ừ, nó xanh sẽ cũng không cần đâu. Nó xanh sẽ cầm cái gương xuống, đi xuống góc trái phía dưới, đập vào đấy. Yeah. Cái gương vỡ ra để lộ cái đường, một cái đường bí mật đằng sau nó. Nho có thể thấy đằng sau của bức cái gương đó là một cái cầu thang đi lên. Nào, tay em bắt thân, có thấy không? Sao bảo mà? Mọi người vẫn đang chơi trong cái gọi là bằng nhạc background, con ơi ngủ đi. Có đường, chỉ về đường. Thôi, linh cảm tốt đấy nhỉ? Đấy chắc cái căn phòng, chắc là trong những căn phòng này nó hết rồi đấy. Bây giờ đến lượt chỉ căn phòng bên cạnh thôi. Ở đây có hai cửa đúng không? Đúng rồi. Bác thân ơi, cháu nghĩ kiểu hai người chúng ta sẽ tông thẳng vào cửa ở hai cả hai cửa luôn cho chắc chắn. Cửa nào? Hai cửa. Cửa nào? Đúng một cái cửa sau khác thôi. Một cửa là ra ngoài. Một cửa là ra quay lại hành lang cũ. Ok, em thấy có cửa bên bên mặt. Đây là cửa hành lang đúng không? Ừ. Là cửa sổ. À, cửa sổ. Okay. Là sẽ không ra ngoài được. Thế thì như lúc mình đã mô tả. Thế thì để bác ơi, bác hãy đứng ở phía ở đằng ngay đằng sau cháu, cháu sẽ tông thẳng vào cửa. Cửa nào? Cửa bên trên á, trước mặt á. Bác không nghĩ là mình nên vào đối mặt với một cái thứ siêu nhiên. Mình chốt cái cửa này lại rồi đi chỗ khác. Cháu không chắc đâu, nếu như mà đây là một thứ siêu nhiên ấy, thì cái việc chốt cửa nó cũng tác dụng gì mấy. khi mà lại chúng ta đánh với cả một cái bộ giáp, có thể chém cho bác. Lướt cả da, lướt cả cái giấc bộ da của cháu, của bác ra thì cháu không chắc nữa. Và bác không chắc muốn lướt ra mà là đỡ cháu à? Thì làm ai để cháu đỡ không? Bác không nghĩ việc cứ gặp bất cứ thứ gì siêu nhiên trong nhà này cũng cần phải đánh. Ừ. Nhưng mà nhớ mình không đánh nó đánh mình thì sao? Thì mình sẽ nhìn đằng sau, mình có nhiều người.
À, sao phải tính bạn ăn đấy nó. Đúng. Nếu mà bác muốn ăn như thế thì cháu nghĩ là mình sẽ chặn luôn cả cái cửa, chặn luôn cái cửa phòng ngủ này. Cái cầu thang này đi lên đúng không? Mình vẫn có thể thử xem các nơi khác có những gì trước khi mình quay vào đi nơi. Còn phần bên phải của cả cái hành lang này mình cũng chưa tới, nó chỉ ra hướng bên kia. À, cái phòng to to ở bên kia kia. Thế thì Yuki đưa anh cái ghế nào? Tạm biệt cái ghế. Mai anh sẽ xài cái ghế để chặn cửa của cái chặn cửa phòng bên trên. Okay, trừ một ghế. Vậy cuối cùng bọn mình quyết định là lấy ghế chặn cửa bên trên. Rồi chứ không vào. Okay. Ok, mình sẽ ghi nhớ việc này. Mọi người vẫn gọi là khi đã bước ra phòng ghế thì mình sẽ nói hiện cái cảnh thôi. Mọi người có thể di chuyển tự do. Ok. Và bác thân cũng lấy một mảnh gương vỡ và quấn vải vào và cất đi. Có thể sẽ cần dùng. Thử sang phía bên kia của hành lang. Anh sẽ đi ngay đằng sau bác thân. Đi với. Đi tu xình xịch. Cho em theo với. Ở đây là có hai cái cửa đúng không? Mọi người đi theo hết mà đúng không? Nguyên đám. Ừ. Đi, đám em sẽ đi sau em sẽ kiểu mọi người nắm tay nhau. Nắm tay tu xình. Tu tu xình xịch. Mình muốn cửa nào trước không? Bên phải nhá. Theo như cái cảm nhận của Yuki thì có vẻ là không còn thứ gì siêu nhiên ở đây mà chỉ ở trên tầng mới có. Nhưng mà vẫn cẩn thận. Nho, bác cần cháu đứng ở cái cửa bên trái và giữ nó không mở trong khi mình mở cửa bên phải. Em sẽ đi lên và chạm cửa. Clear. Yeah. Mọi người bước vào một căn phòng nhìn giống như là phòng ngủ của bố mẹ. Những cái cửa kính gỗ bụi bặm và đầy mạng nhện. Bên ngoài thì vẫn có những cái làn bụi xám, những làn bụi màu tím phát ra ánh sáng mờ ảo. Có một chiếc giường master ở giữa phòng bởi bốn cái cọc gỗ. Hai cái tủ quần áo nó mở ra và trống không. Có một cái bàn làm việc, bàn trang điểm. Bên đấy có một hộp trang sức bằng vàng, một chiếc ghế ở góc trên bên phải, một tấm da hồ mục nát ở giữa phòng. Nơi nó ở ngay trước cái lò sưởi, nơi bên trên có một bức tranh chân dung đầy bụi của Gustav và Elizabeth, hai cái chủ nhân của ngôi nhà này, bố mẹ của hai đứa trẻ bên ngoài. Có một chiếc bàn trà nhỏ nằm ở góc dưới bên tay trái. Mặt bàn là một chiếc cốc sứ rỗng và một cái bình nước. Có một căn phòng cửa đã mở sẵn, mở luôn đi. Bên trong là phòng rỗng, không có gì cả. Một cái cửa sổ nhìn ra ban công. Anyway, nó vẫn giống như cửa sổ ở phòng bên kia. Và có một cái nút bấm gọi hầu bàn ở chỗ này. Nút bấm mà để gọi thẳng người ở bếp ở tầng 1 lên. Is that, cháu đã vào chỗ này chưa? Sắc sơn đang bận. Thôi. Ôi, có mấy cái ghế kia. Cộng một ghế ở kia. Là từ để cái giường này to đây, em test nó nhảy lên giường. Yeah. Em muốn đi nhặt nhẹ mấy cái hộp trang sức vàng tại chỗ nó lấp lánh. Cái giường có vẻ rất lâu rồi không được sử dụng. Lúc em nhảy lên cái giường nó thủng ngay một lỗ ở giữa. Yuki, xin lỗi. Đẹp và gỗ của giường đã mục nát rồi. Cái hộp trang sức được làm bằng vàng chạm trổ rất là đẹp. Bên trong có ba cái nhẫn vàng và một cái vòng cổ bằng bạch kim đang lấp lánh. Ôi Yuki ơi, nhìn này, cái này nhiều đồ ăn lắm. Cái này phải vài ngày á. Đâu, xem nào. Nó sẽ kiểu lồng ba cái nhẫn kiểu to đùng vào ngón tay mà nó rộng đi. Mà nó phải bó như này vào để không sẽ rơi ra ngoài. Này! Tụi em sẽ nghịch cơ. Lấy cái. Cái vòng này mang về đi. Người làm gì không là Yuki với đường phá banh cái phòng đấy. Đúng rồi đấy. Thấy nhiều đồ ăn lắm rồi đấy. Cái vòng cổ thì nó sẽ trông dày nhá. Anh đang anh có sức bé nhá. Đây, mình gửi hình. Anh kia. Ui, Yuki ơi, cái vòng này đẹp. Ui.
Nói. Lần cuối mà tớ nhìn này mấy cái vòng kiểu này ấy, là cái lần mà tớ đang đứng ở ăn xin sát sát ở gần bên cái cổng ở bên đường ấy, thì xong tớ thấy có mấy cái bà cầm quạt như này, xong rồi đi vào trong, xong rồi là mấy anh bảo vệ anh ấy ném đá chọi đầu tí nữa thì mày đâu. Đẹp phải, trời này mang về. Cái vòng này có giống kiểu cái bà ở cái hình ở dưới cái sảnh ở lầu 1 lúc mình đi vô nữa. Bà có đeo cái vòng này không anh? Có em. À, hai đứa kia còn muốn lấy không? Nó không biết mà lấy thôi. Ừ, lấy thôi. Hình như là cái vòng này là cái vòng của phu nhân của nhà này đó. Cái nhà này từ lực của tớ rồi. Cái đây là của nhà tớ. Nhà này là của chúng ta. Đúng rồi. Ai mà phải xin phép. Cậu bảo thế mà. Ừ. À, hả? Em bảo ý là kiểu mọi người có nghĩ là cái cô hồi nãy hát với cái cô đeo vòng này là một. Ừ. Cô hát hay nhở? Cô hát hay. Thì bây giờ mọi người lấy vòng của cô là tí cổ hát cho mọi người nghe. Nếu như mà cô ấy biết mình lấy, còn nếu như mà cô ấy không biết mình lấy, thì không sao đúng không? Được rồi, cất cho kỹ à. Mình cái lần đầu thấy bọn mọi lúc đâu. Sao? Chứ cầm cái đống này về là nhiều lắm á. Em ơi, bảo để cái này trước cổng mình ngồi, kiếp phải mang về được 2 bao. Chứ bây giờ để đây thì ai đeo? Chẳng lẽ mình mang xuống tầng 2 mình đeo cái bộ xương? Đúng. Mình mang về bán được 2 bao đồ ăn á. Đúng rồi. Bây giờ nhá, thế này. Tớ với cả đường mang về. Thế xong rồi là bọn tớ sẽ bán anh đồ ăn. Xong rồi bọn tớ sẽ mang một ít đồ đến đây cúng. Mời cả chị. Ở trong chỗ mình nhỉ? Đến làm cầu siêu ở đây nữa. Đúng rồi. Tất cả mọi người vui vẻ. Chị ơi á, có mấy cái phép hay lắm. Đọc một cái á, là cả cái hội người đã chết đi, không đứa nào thành undead được. Quá là siêu luôn. Tớ ngưỡng mộ chị ấy 3 đời. Tớ có kinh nghiệm làm fan chị ấy 20 năm sau. Nó được, nó 9 tuổi. Có đang trả lời không? Sương quay lại rồi đó. Sương quay lại rồi. Nhưng mà vào phòng này, Sương nghe được Linh miêu tả phòng chưa? Chưa, chuyện gì xảy ra em? Dưỡng là có một cái, đây trông như một cái phòng ngủ của chủ nhà. Gặp đôi. Ừ, gặp đôi. Và trên tường có bức ảnh của ông bà The Lusker. Thì khi mà vào, bác thân cũng sẽ chỉ vào bức ảnh và hỏi Isaac là cháu đã vào căn phòng này trong lúc tìm hiểu căn nhà chưa? Chưa. Có vẻ như đây đúng là nhà của Dusker. Kết cục là họ đi đâu hết rồi? Hay là có chuyện gì đã xảy ra ở đây và họ trở thành ma hết ta? Cái thứ siêu nhiên mà cháu thấy ở phòng phía bên kia mà mình đang chèn ghế vào ấy, có giống ai nhà Dusker không? Cháu chưa thấy nó. Dù bạn nghe Dương giống. Oh, sorry. Lên nói đi. Dương sẽ thấy là không giống cả bố cả mẹ. Ok. Nó là một cái bóng ma của một người hầu. Ok. Mết. Có cái gì đấy rất lạ. Cháu không biết nhầm. Cái người mà cháu thấy rất giống người hầu. Và phòng lúc nãy mà cháu đang ở, mọi người đã nhìn thấy trong tủ cũng là đồ người hầu. Đúng không? Có cái gì đó đang trùng hợp. Linh, mà đi em. Thì có thể hỏi Sương miêu tả cái người hầu đấy kỹ hơn và so sánh với cái bóng ma người hầu mà bác thân đã nhìn thấy xem có giống nhau được không? Được. Nói chung là nếu thiện bác thân đã mô tả thì có thể confirm là hai cái bóng đấy là một giống nhau. Yep. Đấy là của một người. I mean, một người chết. Có vẻ theo miêu tả của hai đứa con nhà Lusker bên ngoài thì người hầu này có liên quan gì đó mà thôi. Isaac đang 10 tuổi có khi không biết nói cái này. Sao? Không. Bác ấy, bác thân đang định nói gì đấy thì có vẻ là có con riêng. Người hầu này có con riêng với ông chủ nhà. Nhưng mà thôi, không biết trẻ con này có hiểu không? Nên là cũng thôi. Được. Tên trẻ con.
Tiếp tục là mọi người đang tìm cái gì ở đây vậy? Tìm đường về nhà, cậu gì ơi? Với cái cửa ngay đằng trước, chúng ta có thể bước. Anyway. Từ, mấy cộng đồng có nhớ về nhà đâu ta? Chờ chút nhá. Cái này là một cái curse. Bất kỳ ai bước vào căn phòng này sẽ bị mất khái niệm là đi ra khỏi căn phòng cái nhà này. Tức là chúng ta vẫn nhớ chúng ta có quê, nhưng cái việc bước ra khỏi căn nhà này ấy, nó biến mất khỏi bộ não của mình. Giống như vậy. Sao mình ở đây nhỉ? Mình mà thì mình vào nhà thôi. Đúng rồi. Nhà mình. Đây nhà bạn cháu mà. Thế nên là mọi người rất là chấp nhận về cái việc mà đây là nhà mình. Cứ có cảm giác em quên cái gì đó vậy, không biết em quên gì, chắc không quan trọng nữa. Đúng rồi. Em nghĩ là mình ở đây để tìm chủ nhân nhà Lusker, giúp bọn trẻ kia. Nhưng mà để làm gì thì bác không nhớ lắm. Nhưng mà nó vô cùng quan trọng. Đúng rồi. Vì đây là nhà bọn cháu có nhà riêng rồi. Yeah, bọn cháu sẽ không phải ngủ gầm cầu nữa. Cứ như thế này trong... chúng ta có quên hết mình là ai không ta? Trong căn phòng này có cái bàn giấy tờ nào không anh nhỉ? Mình muốn thử tìm hiểu. Trong căn phòng này có... Không có bàn. Vì okay. Quý tộc thường người ta sẽ làm việc ở phòng làm việc ấy, thư viện ấy. Người ta không đem nó vào phòng ngủ. Vậy thì nhìn sang Yuki với đường xong việc siêu hồi sao thì còn đi nào? Đúng rồi. Thẻ thứ của nó kiểu chất đầy đồ ấy. Nó còn tách, cẩn thận tách cái khung ảnh ra, để cái khung ảnh sang một bên, xong cái khung ảnh vào túi. Để cái ảnh sang một bên, xong rồi cầm cái khung ảnh mang về. Rất nhiều thứ lấp lánh. Để mình mô tả lại cái cảnh của con hình ảnh. Nhiều đồ cháu ổn. Ổn lắm. Rồi lấy cái đồ, mấy cái mũ ở trong tủ quần áo, sau cái mũ của người lớn ấy, nó trọng thùng thình ấy, đội vào. Nó sụp cả mắt. Ổn. Giờ mọi người muốn làm gì tiếp nào? Đi tháo thì làm tiếp thì còn hình như mình quên mất anh Nho. Còn bên kia rồi đúng không? Tao vẫn đang đứng canh ở cửa kia đúng không? Có vấn đề gì không cháu? À, rồi. Không có vấn đề gì ở đây. Sượng nói gì ạ? Mọi người gọi là ăn Nho, tức là nhân vật của Nho lớn hơn một xíu đúng không? Nhan tuổi xưa. Nhìn như thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy là nhóm của mình, nếu chúng ta tính nhau là nhóm không quá equipped để giải quyết với mấy thứ siêu nhiên này. I mean, chúng ta còn không biết mình muốn làm gì nữa. Thú là người lớn nhất ở đây. Hãy cho chúng ta một cái định hướng gì đi. Chúng ta sẽ tìm được cái người chủ nhà ở đây và tìm được cái bí mật của căn nhà này. Đó sẽ là lời giải quyết cho tất cả thứ gì chúng ta đang mắc phải. Bác không có cái gì đấy khiến bác mù mờ không nhớ được cái mục đích ban đầu của chúng ta là gì. Nhưng bác tin rằng khi mà tìm được những thứ vừa rồi sẽ đưa chúng ta đến cái mục tiêu đó. Yeah. I mean, không ai chúng ta nhớ cái gì ngoài việc đến tìm nhà Russell này. Đấy chắc là câu trả lời duy nhất rồi. Ý như là manh mối duy nhất tất cả chúng ta có. Không có lựa chọn nào khác mà. Thì sẽ trông sợ. Tức là cố tỏ ra kiểu bình tĩnh, trưởng thành, cái kiểu nói chuyện đầy đỏ như vậy. Ôi, có thể nhìn thấy là sẽ đang rất là sợ. Tao nhìn chị cứ rú vào đây. Đây là nhà mình mà chị thoải mái lên. Đúng rồi, chị cứ nhảy vĩ như rồi kìa. Mọi người rất không thể cười được sau khi mọi người ở đây nửa ngày trong một cái tổ. Không sao đâu chị ơi, mình phải làm quen. Vừa nói xong quay ra sau lưng. Ông cô hát dù. Đơn đang định nói gì à? Hình như vừa nãy tiếng chúa trời chết. Narrator bắt vô xem. Cái tiếng mọi người nghe thấy một cái tiếng động phát ra từ căn phòng. Căn phòng mà mọi nghe tiếng du ấy. Tiếng bước chân mọi người sẽ thấy nghe thấy là từ trên bước xuống. Rồi sau đấy nó từ từ đi ra đến cửa bên kia. Bước chân rất rõ. Nó mở. Không thấy gì ạ? Mọi người chặn cửa là chặn bên ngoài đúng không? Đúng rồi. Tiếng cửa, mở cửa nhưng không mở được. Xoạch. Em sẽ chui vào trong ống thôi. Bác Phân, đi vào sắp kia trước. Ta thối sắp kia trước vậy.
bước chân ở bên trên tầng, mình có nhìn thấy người không? Nướng sao lại chui vào đây? Không, mọi người nhớ có một cái cầu thang lên trên không? Mọi người thấy bước chân rất lớn từ trên bước xuống. Tân sẽ đẩy đẩy Minh và do bước vào phòng này, bác ấy nét ấn thấp vào tường. Mình đóng cửa này rồi à? Tệ thật. Cái cửa nó vỡ tung ra và mọi người có thể thấy một thằng nhìn giống như zombie nhưng mà nó di chuyển một cách bình thường. Khuôn mặt ấy, một khuôn mặt rất quen. Khuôn mặt mọi người đã thấy rất nhiều lần trong cái căn nhà này rồi. Khuôn mặt của ông bố ấy. Nhưng mà ông ta to hơn ở bức tranh, có gấp đôi. Một ông ta không để ý đến mọi người, chưa để ý đến. Ông ta đến đây rồi. Bác thân thì lại vẫn đang ở ngoài à? Đang đứng bên kia cái tường. Và bác ấy đứng đây, nghe tiếng bước chân đến thì sẽ đánh mắt cho những người ở bên trong, kiểu hất sang phía bên này, tay cầm sẵn cái búa của mình. Anyway, bác ấy sẽ chuẩn bị sẵn sàng nếu cái zombie này bước đến ngay bên dưới bác ấy, ngay bên cạnh, thì bác ấy sẽ tấn công. Ok, nó đến và không để ý bác thân. Ngay lúc này thì chúng ta vào combat. Mọi người có thể roll initiative. Sẽ được. Đạo lý. Chúng ta vẫn là bác thân sẽ được cùng một action trước với advantage. Ờ, có combat thật à? Ở lộn, có combat rồng thiệt hả? Yes. Cái chuyện em bảo mà. Em bảo mà. Initiative roll ở chỗ nào nhỉ? Actually thì tại sao nó xuất hiện? Bởi vì lúc nãy mọi người gõ vào tường to vãi. Con này khá lét còn lâu mới xuất hiện. Xe quan xe. Cảm ơn, nó thành câu chuyện khác rồi. Oopsie. Góc trên bên phải có chữ seat á. Xong rồi bấm chữ seat thì thấy ở bên cạnh cái giáp của chữ initiative. Bên cạnh cái giáp initiative bấm vô đúng không? Đúng rồi, bấm vô nó tự lăn ạ. Đọc cái số đấy. Có animation nữa. 14. 54. Tôi lạc quan giữa đám đông. Đường roi rồi. Tí mình lôi cái mặt của đường ra. Ở đấy nó có ghi chị luôn là action, nó có những cái gì các thứ đấy. Action, vô đất action. Thiện lăn ra 11 nhé. Linh cho vào giúp Thiện tại vì cái sheet trên Beyond Thiện không chuẩn. Okay. Em 15 anh ơi. Em là 18 ạ. Làm cậu chủ tư hôm nay đi chạy nhanh nhé. Nhỏ mà nó chạy dưới háng của chú thần. Cho chuẩn chắc là Nho Nho và Minh là sẽ đứng đằng sau hai cái tường này ít nhất là thế thì tên kia mình không nhìn thấy. Tường xuất hiện của bác thân là bao nhiêu, 15 à? Bác thân là 11. 11. Yeah. Nho là 15. Nho em roll được trong ấy luôn đấy. Trong Beyond luôn đấy. Bằng này vào. Không bật được Beyond đâu. Iset, thế là Iset đi đầu tiên rồi đến Nho, bác thân. Thằng đấy, thế thằng Minh bao nhiêu nhỉ? 11 à? 16. Ơ đâu, 18 rồi ạ. 18. Ok, 16, 18 nhìn offer với em đi đầu tiên. Nhưng mà Thiện dùng một action trước với advantage. Nếu mà Thiện dùng cái saving throw thì nó có disadvantage không? Có. Mặc thân sẽ dương cái khiên của mình lên. Hiện cái gia huy của nhà Lưu nó bắt đầu vé lên một ánh xạ hào quang nhẹ nhẹ. Bác ấy lẩm nhẩm gọi của Thanh Long xin một cái deck xếp. Deck xếp. Deck advantage. Thật sự không quan trọng nữa. À. Tôi đi xem nó có nát một không? Nó ra 3, không có nát một em. 8. 8 dam radiant. Ok. Oh wow. Dam radiant à? Oh. Wow. Max dam. Max dam. Cái con nát rồng này có vẻ nó giật mình và nó hoảng sợ trước cái sát thương đấy. Cảm giác nó bốc cháy lên. Dù là nó không bị thương nhiều lắm nhưng nó vẫn hoảng. Sau đấy cái ánh mắt hoảng sợ nó ngay lập tức trở thành ánh mắt giận dữ. Yến Minh, là bọn trẻ con trong nhà im hết. Okay. Thiện sẽ cho một câu của bác thân. Bác vẫn cố. Chịu khó chịu, ta sẽ dừng lại. Không nghe được đâu. Nó làm gì đó. Bác hả? Nó là tâm đỉnh, nó là ôn đỉnh quá. Alo. Alo, con lọc kêu. Nghe được à? Đâm, anh nói to lên cái mic anh sẽ lọc mất. Rằng giọng ấy. Cái mic của anh có lọc tốt quá, mic xịn quá. Suffering, suffering. Chịu
bọn ta sẽ dừng lại. Chịu khuất phục bọn ta sẽ dừng lại. Đây có người phiên dịch. Bọn ta sẽ dừng lại. Đó. Mắt nó vẫn là giận dữ thôi. Tí nữa. Đến lượt mình. Nó bị đít đúng không? Nó không xuôi chuyển gì cả. Em ló cái đầu em ra cast Firebolt vô đứt nó. Firebolt, bắn đi em. Em không nhớ cộng mấy, hình như là cộng 4. 18 dính không anh? 18 dính. Không dính thì mọi người bắt đầu khóc bằng... Một đêm 10. 6 đam ạ. Ngon. 6 đam. Mọi người có thể nhìn cái vòng hào quang xung quanh của nó để ăn lượng máu của nó nhé. Nó sẽ đổi màu đấy. Là nó chưa đổi màu đâu. Ok. Ok. Minh em turn chưa? Em rồi anh ạ. Đến lượt. Reset. Thương biến mất rồi. Thương dùng an armor attack. Wait, nó tính là melee. Đúng rồi. Nó đấm mất 2, 3, 4, 5, 6. Thương chạy vừa đúng đến trước mặt nó luôn. Vừa kịp. Ok. Vậy chạy đến trước mặt nó xong rồi an armor attack. Kéo mọi người vào chuẩn ô nhá. Cho tiện. Grid. Thank you. Chuẩn ô thì hơi khó chạy nè. Xem cho vui. Grit. Outflow của mình. Khi chúng ta grit đổ một cái D100 xem hiệu ứng gì xảy ra. Mỗi lượt, mỗi cái lượt hành động mọi người đấm 5-6-7 phát thì mọi người cũng chỉ được grit kiểu này một cái thôi. Combo cũng vậy. Tất cả các còn grit còn lại chỉ tính tăng đam và auto hit chứ không được tính hiệu ứng đặc biệt. Thì Sương, con cho mình một cái D100 đi. 100, Sương có thể thấy mấy cái xúc sắc bên dưới, cái mà hai xúc sắc ấy cũng có thể lăn trên Discord nếu muốn. Em thử, em thử. Rồi, Dion đã có cảm giác lên căng lạc kẹo. Thế, cho mình xin một cái D100 nào. Nhớ ngày xưa có cái vụ roll nhiều dice quá, dice trên Dion nó còn kẹt mày á, nó phụ quá đúng là số. 90! Wow! Cái uống này rất là ok nha. Cái đòn chém này sẽ thay vì là 2 dice thì sẽ đỡ x2 và cộng thêm 1 lượt dice nữa. 2D4 thì lên 4D4 sẽ thành 5D4. 1D8 sẽ thành 3D8 kiểu vậy. Đó là nhân 2 cộng 1 thay vì là nhân 2. Và cái đứa bị chém sẽ bị 1 lần exhaust. Chúng ta sẽ bị một vết thương cực kỳ lớn trên người. Nó sẽ bị exhaustion một phát. Chị đấm lủng người nó rồi. Chứ bạn này đỉnh. Cái chị. Đấy. Chị đỉnh quá. Cú đấm của Sương kiểu lún vào trong người nó luôn đấy. Chú thật quay sang kiểu. Một level exhaustion. Chị Sương... Em là bao nhiêu Sương nhỉ? Ăn am một thì chắc là D4 ạ. Nó sẽ là 3D4 chắc. Có hình như to nhỉ? Cái này như thế nào? Sorry, sorry. I don't know. Sương là class gì? Sương là class gì? Sorry. Sương nó không biết nhìn class ở chỗ nào luôn á. Oh my god. Ở bên trên dưới tên mình. Bên ngoài ấy. Sương tạo class gì? Sorcerer. Sorcerer. Sorcerer bảo đúng tay khỏe đấy. Đúng tay một cái. Okay. Cái đang Linh gửi. Đang đấm tay. Đang đấm tay game của Linh có gì đặc biệt không? Không có thì Sorcerer cái một đam đấm tay à? Ừ, cộng 1. Cộng strength. Strength trừ 1. Time trừ 1. Trừ 1. Nhân 3 trừ 1. Cái gì nhân 3 trừ 1? hiệu ứng đặc biệt là nhân 3. Xong rồi cộng với strength trong trường hợp này là trừ 1. Sẽ, đúng luật thì sẽ là 2 đam, trừ khi mà Linh muốn cho gì khác. Còn không thì vẫn là 2 đam và cái hiệu ứng exhaustion trên người kia. Cú đấm mang nặng tính gọi là ấn tượng. Nó đẹp. Ba chân múa tay, thay cực quyền. Hay. Rất ghê. cũng là đấm cho đấm của người ta chất lượng này. Mình đấm yếu vậy. Mọi người nhìn thấy rất kinh nhá, hiệu ứng hình ảnh rất đẹp. Đúng là thay cực quyền. Nhưng mà Sương biết là chỉ gây được 2 đam thôi. Kỳ thầy ạ. À, Sương có một miêu tả không? Hồi thiện. Yên xét chạy ra. Gió lồng lộng. Được dạy về... Đúng rồi, được dạy về tactic rất cao. Nó kiểu là biết là nên đi đường như thế nào. Nhưng mà đến khi đánh vô thì vẫn chỉ là sức của đứa trẻ 10 tuổi. Thế nó kiểu... Rất thuộc lý thuyết. Đúng rồi, thuộc lý thuyết nhưng mà chưa thực hành nhiều. Rất lý thuyết. Tuyệt vời. Chúng ta... À, có cái meme.
Tiếp đi anh. Hắn ta nhìn vào xương và hắn ta chỉ vào xương. Mày, như thế thôi. Tao ghét mày. Đến lượt Nho. Okay. Em sẽ đi đến phía bên trái của bác thân. À, nếu em phát triển mạng em lát mà được thì thôi, nói chung là okay. Em mặc dù tại vì em không nhìn thấy gì nữa, em chỉ roll thôi. Roll to hit 18. Ủa, đúng rồi. Roll đam thôi. Được 4 đam. 4 đam. Nho có muốn làm gì nữa không? Ừ. Nó hai. Có lẽ em đứng đối mặt với hai bức tường không nhỉ? Đẩy ngã cũng chả điểm gì nữa. Hết lượt em bỏ qua. Ok. Đến là bác thân. Bác thân mất một action rồi. Và bác thân còn bonus action nữa. Bác thân muốn làm gì không? Còn bonus action không làm gì đâu. Bác thân sẽ đứng đấy. Hết lượt. Đến lượt cái tên zombie này. Hắn ta đã chỉ vào Iset. Hắn ta đã chọn Iset rồi. Những đòn đánh của hắn lên Iset sẽ tăng đam. Ta đấm. Và đấm hai cái. 13 có trúng không? Được đúng không? Đòn thứ 2. 17. Chắc là trúng. Iset bắt được máu tối đa nhỉ? Chết rồi. 9 máu. Oh my god. Rest in peace. Câu này mình sẽ nấu một tí nhá. Anyway thì mọi người thấy hắn ta đấm một cái. Nào. Of course. Mọi người đấm một cái thủng bụng của Iset. Iset không nói được gì luôn. Không hồi sinh được. Kiểu 26 đam. Không có nội tạng văng ra ngoài nhá. Chỉ là bị giết luôn thôi. Iset lủng lẳng trên tay hắn ấy. Why you so tệ bạc? Bye. Cái mô tả nó visual. Nó đấy hắn mẹ. Hắn ta thả cái tay xuống này. Thấy trên tay đấm xong. Thấy là Iset vẫn đang trên tay của hắn này. Thả dần xuống dưới. Vẫn quắp quắp nách tác của Iset. Và hắn ta nói rằng đứa nào là kẻ tiếp theo nhỉ? Ta sẽ ghép đứa nào đây? Hắn ta kết thúc lượt. Đánh vừa rồi là có hiệu ứng của exhaustion rồi đúng không? Đúng rồi. Ok. Exhaust 1. Exhaust 1 chưa nhiều lắm. Exhaust 1 là disadvantage ở ability check thôi. A thì mới là disadvantage ở đòn đánh. Không sao. Từ giờ nó sẽ disadvantage từ giờ đến cuối đời. Đến Yuki. Sau khi Yuki thấy cảnh đấy. Em năm 1 mà em. Có ai. Trước rồi đưa mà. Nãy không ai Silvery Bob đúng không? À ừ, ha, đúng rồi. Bởi không nghĩ là nó. Nhưng mà lần ta mình sau Silvery Bob thì chỉ được đem 20 thôi đúng không? Ok. Ngoài, bởi vì đánh... không biết là nó sẽ nhiều đam thế. Nếu như mà đến tên của em thì em sẽ còn tên em nữa, từ từ mọi người. Khoan, đường ở đâu nhỉ? Trời đấy, sorry, mình miss em đường. Bên em bên ấy, em 11 ở bên 11. Beyond ấy. My bad, mình chưa cân nhắc thế này. Sorry, đường action luôn đi. Em sẽ bấm nhảy một ra chút. Nhìn nó và chửi rủa mẹ cha mày. Mày sống không xong, mày chết rồi mà mất dạy. Bây giờ mày đánh một đứa bằng tuổi con mày ra ngoài kia một thằng nào đóng lụt bụng con mày như mày mới chết được không? Phải đồ dã man tàn bạo số tính, phải đã chết rồi, đéo xinh đẹp hơn nữa, phải cha mày. Mày xếp ạ, fuckery. Wisdom save control. We save đi tập tiếp. Tao sẽ tìm con mày mà tao đập nó như cách mày đập mạ tao. Bắt đầu 22, phát sau 11, nó ra 11. Chắc là fail. Anh ta. Một đây 4 nữa thôi. Nó cũng... quan trọng là Nissan thêm tít thôi chứ nam chửi thì bố đấy tiếp theo mày xứng đáng thế mẹ cha mày. Xong rồi em ba đích cho thân như vậy ba đích ba tốt. Ok, đường em tơn chưa nhỉ? Được rồi. Đến lượt của Yuki. Em đã đến lúc rồi, em sẽ chạy một phát ra đây. 5 5 20, 25, 30. Em vỗ vai mình. Sẽ bảo là mình ơi cố lên nhá, gọi một toàn bộ sự cổ vũ của tớ. Một cái help cho mình, em enter. Một cái gì cơ? Một cái help. Help action. Một cái help. Phải. Chúng ta tìm một nắng tìm cây trong đợt này. Sao cả? Tại vì bây giờ đứng ở đấy hết chỗ cho Yuki chui vào rồi. Yuki sẽ làm như thế. Làm như là đã bless mình hay gì chứ đúng. Chưa là một chưa có bless. Đúng là mình, ngay lượt tiếp theo của mình. Cái team này xứng đáng TPK vãi. Ủa rồi help là em đỡ gì anh? Advantage trong... với cái check tiếp theo. Cái D20 tiếp theo. Đánh hay là check. Con nó sắp chết chưa? Mọi người nhìn nó sắp chết chưa?
nhìn nó xanh lè xanh lắm. Ừ, nhìn nó xanh lắm, xanh lắm. Xanh lắm. Bình thường lúc mà ở nhà ba má bảo là con tôm con cua xanh là không ăn được, họ đem luộc nó luôn. Có wow, 15 chú. 15 ít là chú đúng không? Đúng rồi. Cú hồi nãy với cú hồi trước cộng lại là 10. Bùng hết. Hết rồi. Ok. 4 đây. Đến lượt của Iset. À không. Sorry. Đến lượt của Nho Xanh. Anh tệ vậy. Anh tệ vậy. Nói thật là... Rồi đồ sát đương. Không phải mình cố ý. Thật đi. Tạo character đồ sát đương. Được 3 tiếng rồi. Nho Xanh. Thật. Đến Nho Xanh. 18. Ngon. Mặc dù đấm yếu ai đấm có 1-4. Còn 3. Năm đang cho xanh hết lửa. Đến bác thân. Tên này có vẻ vẫn đang đến... Sau khi đến à, thôi cứ đến đến bác thân đi. Rồi mình sẽ mô tả tiếp. Từ lúc tên này đấm thủng y xét, bác trợn tròn mắt nhìn về phía mình, rồi mắt của bác ấy đào tính tất cả các phương án trong đầu. Bác ấy sẽ la lên: Mình chạy đi con, Mình chạy đi. Và bác sẽ lao đến grapple thằng này với cái bardic inspiration của Đường. Trong đầu nó đang định chửi bác mình là bác bị bác thân. Bác thân phải bác bị ngu quá. Mà chạy đi đâu cậu đang ở trước cửa ấy. Cậu chạy duy nhất đi. Xem hết. Thì grab rồi đấy, chạy rồi. Bác sẽ giữ nó lại. Bác thân đến... Ok. Nó đã bị grapple. Sao không phải lan à? Ra mình... Ý là nó roll ra 2 rồi, nó set ra 2 rồi. Tôi cho nó... Ok, thiện cộng ít nhất là 2. Hai người sẽ kéo nó lùi lại. Lấy chân đạp đến cửa này, kéo nó vào. Bác cast Sanctuary lên bản thân. Những nước chạy như vậy, mà cái đầu không biết bơi. Sanctuary, được gì nhỉ? Không nhớ lắm. Thiện mô tả lại hiệu ứng được không? Đây là... Đây từ thiện miêu tả nói chung. Là đây là một hiệu ứng liên tục trong 1 phút. Khi mà bất cứ ai target đánh bác thân thì sẽ phải lan một cái wisdom save với DC của bác ấy. Nếu qua thì mới đánh được, không thì không đánh được và phải chọn mục tiêu khác nếu có thể. Okay. Cái này chỉ hết khi bác thân đánh nó hoặc bắt nó làm một cái saving throw. Ok. Bác thân kéo nó vào trong đây rồi. Đúng không? À, bác thân có làm gì nữa không? Action, bonus action và tốc chạy rồi. 1, 2, 3 đúng rồi. Đến lượt nó. Đầu tiên là quyết xếp một phát đúng không? Được đánh hay không? Nếu muốn đánh bác thân. 12. 13, 10 được. Nó không. À không, nó phần... À đúng rồi, nó thậm chí phải roll 2 cái. Evan was... hôm qua, nó không được đánh bác thân. Trong bao nhiêu lâu đấy? Phép này có tác dụng trong 1 phút, 10 turn. Vậy thì... combat nó dừng lại ở đây trong 1 phút ấy. Mọi người muốn làm gì nữa không? Ý là bác thân đã kéo thằng nó đây rồi. Mọi người đã thấy bác thân đang... À không, không. Cái này là mỗi tấc nó có thể lăn with save 1 lần. Ok. Thế thì nó tiếp tục rồi. Nó quay, nó lùi vào đây. Không đánh bác thân được nữa. Nó nhìn sang phía của cái... Lúc này ai vừa chửi nó nhờ? Đường. Mày là đứa tiếp theo. Xuống rồi. Nó định đánh bác thân nhưng nó không đánh được. Vậy là nó sẽ không nhìn thấy em nữa, vì em chui lại vào góc rồi. Nhưng mà để nó... sao chui lại vào ống trói? Bác thân sẽ thấy là nó bắt buộc phải đánh đúng không? Còn các hiệu ứng khác vẫn được đúng không? Spell hay các thứ vẫn dùng được đúng không? Đó là chỉ cần không chọn bác thân là đối tượng cho cái hành động của nó thì nó không phải làm gì cả. Khi nó chọn bác thân là đối tượng cho bất kỳ cái gì của nó thì nó phải là with save. Không được target. Không được target. Nó không làm được gì nữa. Nó gồng... Rồi lên, bác thân có thể thấy những cái phần bị thương lúc nãy nó dần hồi phục lại, nó hồi 10 máu. Sống là nhiều nữa chết, mẹ đi. Có vẻ như cả tin. Sau đấy thì nó enter, đến Yuki, đến Hải Đường. Sau đây mình miss, đáng lẽ Hải Đường trước nó. Hải Đường đi, em vừa nghe nó dọa em cái rồi đấy. Mẹ nó. Tức là bây giờ nếu mà em chạy ra em cast một cái gì đấy mà nó phải save của em thì nó có mất cái của anh Thiện không? Chỉ anh làm nó mới mất. Ok, thì em sẽ chạy ra ngoài. Xong em đứng, em bảo là thôi làm gì mà nóng thế để cháu kể chuyện cười em mất đi. Em cất ta sợ.
Thôi đừng đừng quên. Nhưng mà character level 1 của Tasha rồi. Có wow. Để nó prone ạ, nó biết xếp ạ. Tasha's hideous laughter. Bác nóng quá. Đây nha, để cháu kể cho bác nghe. Ngày xưa có hai con kiều. Em không nghĩ ra câu chuyện cười đó hết. Nhưng mà ừ đấy. Làm thơ ra đấy, bác cười vui nha. Bác thân nói đi thôi, bác thân này. Nó nhìn em rồi nó cười sằng sặc nhưng mà cái với cái khuôn mặt vẫn đang kiểu hầm hừ hầm hừ. Ngon đấy nhở. Bác cười nhá. Ui, chuyện hay mà đúng không? Hay mà. Chết tạm bác. Nó sẽ buồn cười. Anyway, Isep vẫn đang trên tay của. Không thôi được xác chạy. Xong rồi em sẽ rú đầu gọi Yuki. Yuki ơi, chạy thôi. Em chạy ạ. Bài học rút ra. Đừng bao giờ cầu sót sần là đập tay em không. Em cũng sẽ quay ra nắm lấy tay mình. Xong rồi em sẽ kéo mình đi theo. Bạn ơi, đến lúc rồi. Khi mà người lớn đã làm việc, người ta bảo chạy đi thì mình phải chạy đi. Đấy là tôn chỉ đầu tiên ở chỗ mà tôi sống. Và nhưng mà những cái lần tôi đâu? Làm theo như thế tôi chưa bao giờ hối hận. Đi đâu á? Đi càng xa chỗ này càng tốt. Đến lúc này thì cái chữ chạy ra ngoài nó đã xuất hiện trong đầu của em chưa ạ? Chạy đâu đâu em đây kiểu là chạy đi đâu không có suy nghĩ đi đâu ngoài thì mình chạy đi đâu cô chủ bây giờ ấy, em hai chồng trước mà chạy nghĩ được là chúng ta chạy lên mặt trăng được ấy. Vậy đó cũng cái logic nó tương tự như vậy vì chúng ta phải chạy lên mặt trăng á. Ý là nhá, giả sử em bị một đứa đuổi đúng không, em nghĩ là uầy chạy lên mặt trăng là thoát, ta sẽ không bao giờ nghĩ như vậy. Tương tự trong hoàn cảnh này em sẽ phải chạy thôi đã. Chạy ở đâu đấy rồi phải chạy đâu đấy trong cái căn nhà này. Anyway, mình hỏi mọi người một chút, mọi người có muốn chỗ này sẽ bị chia team ra làm hai không? Hay là ở cinematic một tí cả team? Vấn đề. Team ra làm hai. Thiện prefer chia team hai. Thiện prefer cinematic, tại vì Thiện không muốn kéo nó quá dài mà xương không được chơi. Đúng rồi, mình cũng ý như vậy. Con này xuất hiện chủ yếu là để mình giới thiệu mọi người, đây là boss nhá, rõ ràng rồi. Giới thiệu này kiểu ủa má. Bởi vì là không ngờ là Sương làm được quả đấm crit dù mất 2 đam nhưng rất hiệu quả đấy. Nên nếu không thì lượt 2 Thiện sẽ chết luôn. Nhưng mà hiệu quả làm nó đi và tiết đủ tất cả mọi thứ. Không xếp một cái gì cả. Nếu bác thân chết là coi như là xong rồi đấy. Mình... Thật ra em nghĩ là em còn tưởng là tên của em sẽ sau tên anh Thiện xong đến nói thì em chửi kịp thì nó đánh sẽ đánh với Tít nhưng mà mình quên mất thế tôi không sao anh lấy thì rồi. mình sẽ đem tích đoạn này một tí nhá thì nó sẽ mọi người sẽ thấy như này à, cái cửa lúc nãy đã mở ra đúng không à, mọi người đồng ý không là nào nhỉ mất ui mọi người thì sao em nào thấy cái gì đấy thấy cái gì là thấy cái gì cái cửa mà có cô hát ru mọi người có mở ra không? Không. Không, tên này mở ra mà. Tên này đã tung ra rồi mà. Không mở ra rồi mà. Oh my god. Mọi... mình sẽ cho đợt này cinematic một chút nhá. Để mình next squad đánh nhau luôn. Hai tên là đủ rồi. Mọi người... đằng kia, mọi người nhìn thấy cái người nữ hầu đấy đang đứng chân không chạm đất. Cô ta hét lên. Con của tao ở đâu? Trả con cho tao. Em được trả lời không ạ? Để em bảo là con bắn ông đấm lủng một ông kia kia. Rồi em chạy tiếp. Ừ. Ái bay nguyên lập thể. Má à. Đấm ổng đi ổng á. Ừ. Rồi một tí cho vui. Nói thật thì em không thể. Em không biết lên roleplay như nào nữa. Cái ông ảnh của em chết rồi. Em định hút cái linh hồn của em nhưng mà hút sượt. Không sao. Nhưng khi bóng ma này xuất hiện thì ở đằng sau này có một vài cái người mặc áo choàng đen đi đến nữa. Đoạn này nhá, chúng ta sẽ cho là cái dưới sự hỗ trợ của những tên mặc áo choàng kia có khoảng 5 tên thì tất cả mọi người bị giữ lại và cái thằng là người bố ấy nó sẽ đánh ngất tất cả mọi người. Iset cũng à, không Iset thì chết rồi. Để tí nữa mình cả đội chúng ta đã bị capture. Tất cả mọi người roll cho mình concept. Ai từ 13 trở lên thì sẽ giữ được
trí nhớ và sẽ biết là nó đưa mình đi như thế nào. Concept. Đúng á. Em có concept của em chưa bao giờ tốt. Đó. Em có một câu hỏi ở trong cái sheet gốc thì anh Thiện có cho em cho tụi mình free một cái feed và cái feed em lấy là Resilient Constitution. Thì ở đây có được lấy không hay là không? Ở đây anh ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Anh sẽ hỏi đi 20 bậc khác. Trên 11 cho em nhá. Dạ. Căng quá, căng. Một trở lên. Ok, ok. Cho nhá. Hội nhà lưu căng quá. Đây, để xem thằng báo con chuẩn bị bay màu. Y như rằng. Không sao, câu chủ thì việc ngồi ngủ đi. Còn ai để lô lại lo. Tất cả mọi người bị vác trên người của tên boss này. Kỳ lạ rằng hắn ta vẫn cầm theo xác của Seth. Hắn ta đưa mọi người. Bà này thì lại chui trong phòng bà du con tiếp. Hắn đã tặc lưỡi khi mà nhìn thấy bà ta. Mình sẽ kéo tất cả mọi người đi. Mọi người sẽ bị đưa theo cái cửa bí mật lên tầng 4. Đây là một cái tầng áp mái. Cũng là hộ người lớn, tỉnh táo thật. Và hắn ta mở cái cửa phòng kho này. Ở bên trong phòng kho có một cái cửa bí mật. Một cái cầu thang dẫn thẳng xuống tầng dưới rất là sâu. Ở đúng vị trí mà Thiện và các bạn lúc ấy kiểm tra ấy. Bên trong đấy có một cái cầu thang dẫn thẳng xuống dưới. Bọn chúng đưa mọi người xuống dưới rất sâu. Sâu khoảng 50 feet. Đi xuống tầng 1 rồi. Mọi người cảm giác là đi xuống cứ một vòng, hai vòng xuống một tầng nhá. Thì mọi người đi tầm khoảng trên 10 vòng. Cực kỳ sâu. Và tất cả bị đưa xuống một tầng hầm. Ở đoạn này thì và Nho mất dần ký ức. Mọi người biết là mọi người xuống tầng hầm. Và mọi người đi về cái hướng đường này. Bên tay trái. Đây thì mọi người mất tần ký ức. Và khi mọi người tỉnh dậy nhá, tất cả mọi người lên cấp 2 đi, coi như là long rest một phát. Adu. Mình sẽ mô tả tất cả. Sao ạ? Ôi, level 2 rồi, device way. Inset đã được hồi sinh lại, nhưng hiện giờ cô ấy đang nằm trên cái tế đàn. Mọi người thì đang bị ở bên trong những cái một cái hầm ngục này. Cái tên boss này thì mọi người không thấy hắn ta đâu nữa. Xung quanh cũng không còn người nào cả. Xếp bị trói khá là chặt ở cái tế này đằng trước này. Có một cánh cửa. Đây nhá, mọi người đang ở trong cái những cái mọi người thấy những cái ô vuông này không? Mỗi ô này nó là một cái hầm ngục, một cái phòng giam chứa một người. Ở giữa này có một cái cửa và tất cả mọi người đã bị trói ở đấy. Không có đồ đạc gì bị lấy đi cả. Có vẻ như bọn chúng đang vội. Ở bên ngoài có một vài không có tiếng xì xào gì cả, nhưng ở bên trên thì có một vài cái tiếng bước chân mọi người có thể thấy ở tầng trên. Đây là khi mọi người tỉnh dậy và tất cả mọi người lên cấp 2. Sắp hồi đầy Iset lên cấp 2 và hồi đầy máu luôn. Không biết như thế tồi tệ Iset quá. Cho người khác đi. Mình quyết định rồi, mình sẽ không tồi tệ với Iset, mình sẽ cho một người khác. Cho Iset vào giam luôn đi. Có phải là nho xanh không? Không ai bị trói đấy cả. Isep tỉnh dậy, cái trên bụng mình có một cái vết sẹo, nhưng không hiểu sao mình lại được sống lại. Rõ ràng cái nhờ mình, Isep đã nhớ rằng mình đã kiểu bước đến cổng thiên đường rồi. Các vị gọi là đây là các người, những người gọi là thiên thần trên đấy đã dở sổ sách ra, lấy tên Isep rồi lấy tẩy xóa xóa đi phát. Isep tước xuống người tỉnh dậy. Câu chuyện tiếp tục nào. Cái phòng giam có khóa cửa không ạ? Phòng giam có khóa, mọi người có bị xích ở tay. Không còn đồ đạc. Cái đồ đạc nhá, cái gọi là equipment thì bị lấy đi. Nhưng mà những cái đồ linh tinh ở trong quần áo thì vẫn còn. Bọn chúng chỉ vội lấy đi kiếm thôi. Chỉ kiếm vũ khí thôi, áo giáp vẫn còn nguyên luôn nếu có. Ngon, ôi thế thì đến giờ lắp tích thôi. Và thần sẽ ra đứng cầm tay cái rũ song sắt. Nhìn sang phía phòng giam bên kia. Các phòng giam đấy mình nhìn thấy nhau. Mình có thể gọi là đó là cái phòng giam mà nó có cái những cái ô trống ấy, lồng giam bằng đá nhưng vẫn có những cái ô trống để nhìn sang bên nhau được. Ồ, khá là cao, tầm khoảng 1m7 thì sẽ nhìn qua. Long rest rồi lên cấp rồi. 1m7 mới nhìn qua được anh ơi, cái cam về hết nữa là đứa nít rồi má, nhìn kiểu gì anh? Rồi một thì mét nhá.
Một mét. Anh ơi, buồn cười làm thế cả cho. Mét bảy nữa mà. Anh chưa được tập đi. Không, mình không thể chiều player thế được. Anh Linh, nothing. Chắc chắn không phải anh làm thế bởi vì sân trước mọi người bảo dễ quá, anh bảo không kinh vị tí nào. Chơi tiếp đi. Lopping, em có đồ Lopping, em cho phép roleplay một tàu được không? Em vẫn còn hai cái. Ừ. Đợi tí để cho Thiện roleplay nốt đoạn này. Thiện và Minh. Bác thờ người. Bác đây, con sao rồi? Bác có làm sao không đã? Bác không sao. Con có hèm hay không? Trên bụng có sẹo vậy. Hay có... có đau chỗ nào không? Ngoại trừ việc bị xích lại thì không có gì đâu. Nhưng mà con nghĩ mọi chuyện sẽ không sao đâu mà. Mình sẽ thoát ra khỏi đây được mà. Đúng không? Con không sao là tốt rồi. Sẽ thoát được. Để bác xem thế nào đã. Đó, mày còn đau không? Gọi với. Ở bên này bác ơi. Cháu cũng ở đây này. Bên mọi người như thế nào rồi? Rồi. Đang ngồi tiếp với bổ phá tự mở cửa vì bên đấy nó thấy cái chỗ tự có nhà nên nó đang ngồi. Ê mày mở đi. Nó tin là mày nghe được tiếng tao mà mày mở khóa ra được không? Đốt persuasion với cái ổ khóa cho nó có tự mở. Cái chỗ có thể cắt nhà thì cái ổ khóa thể tự mở. Không được em. Nó animated. Nói chung là em ngồi nói chuyện đấy, không biết nữa, em đang tâm sự. Em thử roll một phát. Flavor, anh thấy cảnh đấy khá buồn cười. Đừng chỉ vào cái chỗ ấy, mày mở cho tao, hiểu chưa? Thôi, 4 anh ạ, tổng đó có 9 thôi. Thôi. Cái cửa này hư lắm, nó không trả lời lại em. Ờ, được rồi, em đang, em tự dưng em bảo cái cửa làm gì cơ? Em bảo cái cửa mở khóa à? Ừ, được à? Anh thử đi, vấn đề cái chỗ có thể tự cất nhà, chúng ta có thể bảo cái cửa mở khóa. Ừ, cũng hợp lý nhỉ? Hợp lý mà. Hợp lý. Cửa rồi. Ơi, tao cũng rồi. Hôm nay là một ngày đang rất là lạnh nghi, phải mở cửa cho tao đi ra ngoài, tao lấy tí đồ được không? Nó quyết định là không lockpick mà lại persuasion tiếp à? Thử đi, persuasion thắng thì lockpick, không thắng thì lockpick. Em nhìn cho đang thuyết phục cái cửa. Thì ra đây là sức mạnh của nói đạo lý. Em roll ra gì đấy? Em đặt cái lệnh ra, em không thấy cái lệnh cái roll đâu. 16. Okay. 16. Lúc em nói có vẻ như là cái khóa nó hơi, em có ảo giác là cái khóa nó hơi phản ứng lại với em ấy, nhưng mà nothing happened. Nó lockpick đi. Lockpick rồi, còn có ai cái không? Em sẽ ngó sang. Không được em ơi. Em thử dùng sức em đập một cái khóa xem. Còn được. Em load đi. Athletic check. Lockpick của Nho đâu nhỉ, anh không thấy. Đây, rồi. Cái cảnh mà 5-3 sự xích này. Một đứa trẻ em. Đây, lại. Là bao nhiêu đấy? Nho xanh cũng cùng lúc đấy thì nho xanh đã phá được khóa rồi. Em có thể mua cả cả khóa cái gì nhưng mà hai tay của em bị trói không? Thì đơn thì nó bị trói cơ mà chứ đâu phải là ấy đâu. Đâu phải cái okay. Chặt đâu, thoải mái. Được rồi. Ok, cho phá khóa xong rồi bắt thân ơi, bắt ở chỗ nào đây? Ở đây. Em cũng sẽ em bắt đầu sẵn sàng chạy đi tiểu rồi. Where are you? Ok, nó xanh chạy ra chỗ bất thân. Mà cái em không nhìn được map đâu, thì có gì tí nữa phải nhờ anh Linh. Em sẽ chạy ra chỗ đường. Yeah. Yeah. Chạy ngang qua thì cái người đang nhớ là thấy sao? Có thấy Iset không? Thấy Iset. Ừ, em chạy ra cửa. Thấy Iset đây. You still are cái gì đây? Đợi tí nhá. Ừ. Ôi. Không sao đâu, ngồi trong này êm lắm. Không cứng bằng cái bia xi măng ở ngoài đường nhà mình. Rồi em xe chạy ra chỗ bác, chạy ra chỗ bác thân mở khóa cửa cho bác thân. Nào, không được tạch. Lúc này Tài có thể nghe thấy bên ngoài có một vài tiếng bước chân từ trên bước xuống. Alo, em à, em quay trở lại chui vào trong buồng rồi tự đóng cửa lại tự nghe em thấy cái này không? Em nghe thấy cái này không? Em có tiếng khá rõ ràng vì rất là nhiều người. Chứ còn giả một nằm xuống cả đang ngủ nữa. Giả chết. Họ đi vào trong cái phòng giam này, đem ra ngoài 5 người khác ở 5 phòng đem ra ngoài những người ở những cái phòng giam khác. Vài người đang nằm ngất ở đấy rồi.
chỉ có mọi người tỉnh dậy thôi. Thì họ tách những người kia ra. Bọn họ, mọi người có thể thấy rằng họ đi đến cái phòng tế đàn ở giữa. Cái tế đàn này là một cái, mọi người có thể thấy nó là một cái tế đàn bát giác ở xung quanh một cái ao nước. Qua cái tầm nhìn mọi người nhá, thì cho bác thân lại gần tí cho bác rõ hơn, nhìn ngó chứ đúng không, mình từ cái này chứ, thì sẽ thấy rằng bọn họ đem đem 5 người treo lên những cái xích rồi nhúng đầu họ xuống dưới nước. Cái tên bố ấy đã xuất hiện ở giữa cái đàn, hắn ta đọc những cái lời cầu nguyện cho Strat. Bọn họ và những cái người xung quanh có khoảng 15 người mặc áo choàng, không rõ bọn họ có phải undead hay không. Phải muốn bật là divinity lên không? Kiểm tra không? Nhưng mà phải có số hiệu gì đấy mới là... Anh hỏi nếu em có muốn không thì anh đọc luôn cho số, còn nếu không thì thôi. Chắc là not now. Tên boss này rất lớn rằng bọn họ sẽ cầu nguyện giống như kiểu là Strat vĩ đại, trường tồn, ngài hãy phù hộ cho chúng tôi, hãy đem lại cho gia tộc sự thịnh vượng. Còn người cha thì có vẻ đứng ở giữa và tên gì là cái tiếng đan xen giữa hạnh và đau đớn. Những cái người bị nhúng xuống nước vẫy một lúc tầm khoảng 5 phút gì đấy, và khi họ chết đi thì tên cha này tỏa ra cảm giác thỏa mãn, rồi hắn ta nói rằng Strat vẫn chưa Strat đã là thấy vừa đủ nhưng vẫn chưa hài lòng, vẫn cần thêm vật tế nữa. Đem những cái xác này lên và chế biến món gì đi, chúng ta sẽ là kiếm thêm đầu con mồi nữa đến đây kiểm tra xem. Ta bảo hắn ta quay sang chỉ là một tên nào đấy cứ mọi người không nhìn được, nói rằng giữ cho cái phép thuật đấy tồn tại, chúng ta cần nhiều mồi câu hơn, chúng ta không thể để mồi câu nó biến mất được. Những cái vật tế tiếp theo thế nào, có tươi không? Bọn họ trả lời những câu nói nhưng mà giọng nói khá nhỏ nên mọi người không nghe rõ, nhưng họ đang gật gù rồi nói thế thì đẩy nhanh tiến độ làm dâng cái vật hiến tế lên, ngày mai làm thêm ca nữa, nếu ngài Strat hài lòng thì có thể sự thịnh vượng sẽ trở lại với nhà Lusker. Ai đấy vừa bảo với ta rồi, đấy là chưa đủ. Sau đấy thì buổi lễ kết thúc và tất cả bọn chúng kéo lên tầng trên. Ở lại với mọi người, đó là 5 cái phòng trống với những bộ xương ở đây. Ở trong phòng của Nho thì Nho có thể lượm được 15 vàng rớt trên mặt đất. Thì kém cho vui. Đấy, giờ thì cái phòng cắt phòng đã đi mắng rồi. Lại mò sang phòng ở đường. Tất cả mọi việc vừa rồi diễn ra trong khoảng 2 tiếng nhé. Thế thì trong 2 tiếng đấy em sẽ sneaky chui sang cửa cái chỗ mà bác thân, xong rồi em nhìn trực tiếp được không? Được. Bởi vì em phá rồi. Thế có nhìn được cái đứa và cái ông bố này quay sang bảo là giữ cho cái phép để tồn tại trong mặt mũi các thứ hình thù như thế nào? Không nhìn thấy mặt, nhưng có vẻ như đó là một người cũng mặc áo choàng cao hơn những người bình thường. Và ta có giọng một người phụ nữ, có giọng một người phụ nữ. Và cái bàn tay đưa ra thì sám ngoắc, giống hệt như ông bố. Em sẽ kể lại cho bác thân. Thì nhớ là khi nào mà bọn nó ra về, bọn nó đi theo con đường, bọn nó mở cửa đi vào ấy, thì nhớ là chui về phòng nhá. Chắc chắn rồi. Okay. Tiếp tục đến freestyle. Đường ơi, có gì lắm anh? Hai tiếng ơi, có mở được khóa ra chưa? Tớ tưởng có xăng bảy à? Ơ hóa ra là tớ tự mở à? Đến đây để tớ mở. Tớ vừa phải giảm hai tiếng ngay, xong rồi tớ đi hóng hết đi. Tớ tưởng hai tiếng có làm gì đây, do something. Tớ nói chuyện mấy tiếng rồi, mấy ổ khóa hai tiếng rồi. Em slide of hand cái ổ khóa được không ạ? Nếu như mà xài đập cửa thì coi như là nó đã vỡ. Em có thể play vào. Nhỏ xanh sẽ đi không có cửa nào nữa rồi. Trong thời gian đấy bác thân có cố tự giật cái còng của mình ra được không? Mày xích. Được. Dùng athletic thôi. Thường tự mở được cửa luôn. Đúng là cái bọn
cái nhóm ăn trộm chui vào nhà người khác làm đủ trò căn nhà không thể ngăn nổi. Em sẽ ra em phá cửa cho Iset bắt cóc xong rồi chuyện cũng bẻ khóa tay của bạn ấy lành luôn. Rồi bạn ấy không phải là bánh donut nữa bác anh ơi, bác gì ơi, bạn này thành cái bánh mì rồi. No more donut. Không có donut nữa. Sao muốn mở cửa khóa sẽ ra giật cửa, giật khóa cửa cho mình. Em đang tự hỏi rằng là nếu như mà em cast fireball vô kim loại và kim loại nóng thì nó giãn nở thì em có tự chui ra được không? Nhưng mà em thấy nguy hiểm quá. Em chưa kịp làm thì cửa mở ra rồi. Trời ơi. Vì không có vũ khí nên là em lấy một cánh tay xương, em làm như một cái clock nhá. Em sẽ cầm cái cánh tay xương. Thử luôn. Nó sẽ giật bay xuống giật cái cơ còng của mình ra. Mày phải phá được rồi mà. Không cần đâu, Yuki ơi, tớ bảo cậu thấy sắp nhầm. Cậu bẻ hai đầu đi là mình có một cái gậy rồi. Gậy sắp hẳn thôi nhờ. Cái đấy người ta gọi là xà bén. Mà thôi cái xà bén hay cái gậy cũng như nhau mà, đúng không? Nó sẽ là cái club. Club bằng sắt. Cho em một cái club tự chế. Lúc được cả những thứ không để lúc được. Em cầm một cái club rồi em cầm một cái tay cánh tay xương. Con thỉnh thoảng phải suy nghĩ em sẽ dùng cái cánh tay xương để gãi đầu. Một trẻ con sẽ nghĩ thế á. Có ổn không? Iset có tỉnh chưa anh? Hay là vẫn... Iset tỉnh rồi. Em nghĩ là tuổi thơ Yuki toàn chơi ở nghĩa địa với lại các thứ thì nó cũng sẽ ổn. Khó để nói. Cương nói gì? Có muốn nói gì không? Cương... Chú ấy mới hỏi đúng không? Nên là Iset đang trả lời là... tôi vẫn còn sống. Bấu tay của bác cái lần nữa. Thì để check cho mình còn sống hay không. Mình nhìn Iset kiểu không phải bình thường, người ta cấu tự cấu tay bản thân mình nhỉ? Tại sao lại đi cấu tay bản thân? Yuki vừa mới phá cửa buồng của Iset xong rồi tay Iset chạy ra chỗ bác thân xong khi mà nó đang chìa tay ra để đợi Iset lại. Rồi Iset chạy mình đi lại bắt tay Yuki bù. Yeah. Rồi Iset còn ấm không? Hỏi không ghê sợ quá thầy. Còn đâu? Còn ấm. Đi em còn bắt mạch ẩn hoi nhá. Không phải là... Tôi có phải là một con thêm mẹ hay không? Thật ra trông để chị giống quỷ sẵn rồi nhưng mà chắc không phải là thêm mẹ. Sao nghe mô đi phát sụp đấy? Vừa nay em cũng xem được có hai thứ kỳ cục thôi mà chị sẽ cũng ở đấy thì không có gì xấu hết. Đúng. Mặc dù ra chị cũng xám xám nhưng mà không phải xám kiểu đấy. Chị cũng có sừng không kiểu giống bọn quỷ nhưng mà không phải kiểu đấy. Để bác thử xem cái chỗ vết thương của cháu. Vết thương của cháu mày. Nó sẽ giống như là vết thương của người mà cháu vừa bị giết xong được revivify ngay lập tức ấy. Có người hồi sinh có máu. 300 kim cương. 300 kim cương, 300 vàng thôi mà. 300 vàng một cục kim cương. Là cái vết thương nó hồi cấp tốc nó sẽ tạo thành một vết sẹo ở đấy. Wow. Đúng là bánh mì đấy mà họ để Iset còn sống và để cho mọi người còn sống. Tôi không biết, không chắc mình muốn biết lý do là gì nhưng mà chúng ta nên rời khỏi đây. Còn sống là tốt rồi, phải chạy thôi. Chị ơi, mình không nghĩ được câu mình rời khỏi đây chị ơi. Khó chưa? Rời khỏi đây. Mình phải trốn. Rời khỏi nhà tù thì được. Rời khỏi nhà thì không được, nhưng rời khỏi đây thì được. Vẫn được nói thế. Mệt thật. Đi là ô thế, vừa nãy bọn nó xì xăm cái gì đấy? Có ai thấy không? Cháu nhảy mãi nhưng mà đau chân quá, không thấy. Có. Chúng nó cái gì mà tìm đầu năm đứa xong rồi là cái gì mà đi cúc kinh ấy, xong rồi là kiểu chúng mình còn tươi hay không? Có đúng không bác thân? Chúng nó hiến tế những người chúng nó bắt được cho một cái chắc là thần nào đấy. Strand, bác chưa nghe bao giờ. Strand vốn giận đến đi. Thế thì lại mình kiểu đấy nhưng mà hiến tế ta có đủ sẵn 5 người rồi mà. Tự dưng kiểu bọn chúng này hồi sinh xưa lại.
Bác nghĩ là chúng nó vội với bất cẩn. Đừng... Mà là kiểu như là cái kia là năm đứa trưởng thành ấy, thì ví dụ như hai đứa con nít ở đây cộng lại thì chỉ tính là một thôi. Bây giờ nhìn mình. Ủa như thế nó mới có 2 người rưỡi, 3 người rưỡi. Nó còn 1 người rưỡi nữa mà. Ừ bảo sao vừa nãy bà kia đi tìm con. Có một đứa nữa đấy. Ờ ha. Có khi là 2 đứa ở ngoài cửa cũng bị bắt không? Ờ ha. Nói gì về giữ cái phép thuật nào đấy để lùa thêm người vào. Ý tất cả đây có thể là một cái bẫy. Như chị ý xét nói. Oh my god, nổ não. Bọn chúng có cách nào nói đi, sau này đi. Ok, nghĩ chắc để anh Thiện nói trước đó. Để tính hỏi chắc rồi thôi. Cái này là Thiện định hỏi DM à, cái bọn nó đi ra hướng bên phải đúng không? Đi từ cái phòng tế lễ quay sang bên phải. Okay. Đúng rồi. Yeah. Đấy, Thiện xong rồi. Không biết có cách nào để check religion không? Xem về Shaw người này là cái gì? Em có từng nghiên cứu về những cái con ma cà rồng ở ngoài cái short code này chưa? Nghĩa là tưởng tượng như mọi người đang nghiên cứu về tôn giáo ở Mỹ ấy, địa lục khác ấy. Nếu có thì được check, còn nếu không thì không được check. Ở cái khu vực này đúng không? Không, nó ở khu vực khác đấy. Nó ở cái lục địa khác luôn. À, ấy, không rồi. Cái khu vực này ý Sương là đang đến chỗ mình đang ở, nhưng mà đây là khu vực khác so với chỗ mình thường hay ở. Đúng rồi. Nó là ở một khu rất xa. Em có được religion check xem coi trong số đống sách em đọc có sách nào về cái vị thần đúng không anh? Em chỉ cần nói là em thích đọc những cuốn sách về những cái lục địa xa xôi thì anh sẽ cho check. Đơn giản thế thôi. Dễ không? Rồi. Hãy cứ cho là hồi nãy ở trên cái phòng kia em đọc hết sách hết trận. Ừ nhưng mà anh đã nói là những cuốn sách bên trên ấy. À có sách lịch sử có đúng rồi. Thử mà anh. Tên đấy có tiểu thuyết. Ừ em sẽ đọc tất cả đúng tiểu thuyết. Còn rồi religion check thôi. Religion check. Wow 17. Ngon. Đến lúc dùng Intel rồi. Em biết là cái tên đấy là tên của một con ma cà rồng cực kỳ mạnh thôi và hắn ta không có cái quyền năng nào tương tự như là những gì lão kia nói cả. Chỉ là một ma cà rồng rất Shrat hả trời. Là một cái đức, tức là em sẽ cảm giác được là em sẽ không biết được cái thông tin gì về cái gọi là quyền năng như chúa của Shrat cả. Chỉ đơn giản là một con ma cà rồng quá mạnh, một siêu quái vật T-T-R-A-H-D. Cái tên tự thách. Bạn hát đang đứng cái. Shark. Một cái câu rất nổi tiếng, rất ấn tượng đó là I'm the ancient, I'm the land. My beginning lost in the darkness of the past. I'm not dead, now I'm alive. I'm undead forever. Cái ông này là cái ông mà mình chú thân nhớ mình lượm cái lá thư ở trên cái chỗ mà có cái bộ xương ôm cái trường á. Có nhắc về cái ông xì cha HD này nè. Minh có muốn gọi là nhắc lại cái bức thư này không? Nếu có anh sẽ đọc lại cho cả xương nghe nữa. Đây là Minh đọc lại trong giọng của anh Linh. Tại em không nhớ. Ok, để đọc lại cho. Bức thư đấy nó sẽ như vậy. Người đầy tớ đáng thương của ta, ta không phải là đấng cứu thế bóng đêm kinh hoàng gửi đến các người. Ta không dẫn các ngươi đến với sự bất tử. Không cần biết bao nhiêu linh hồn đã đổ máu trong những hầm ngục. Không cần đếm số du khách đã bị các ngươi tra tấn, lừa lọc và giết chết. Các ngươi phải biết rằng, các ngươi không phải người đã đưa ta đến vùng đất này. Các ngươi chẳng là cái gì cả. Ngươi đấy. Ngươi chỉ là run bò trong đất, là bọ bay dưới những tán cây. Ngươi nói, ngươi bị nguyền rủa khiến cho gia tộc của các ngươi đánh ra bại sản. Ngươi nhận lấy niềm an ủi từ một người nữ, người phụ nữ ngươi không yêu, sinh ra cho ngươi đứa con chết sớm như thế á. Ngươi đổ tội cho bóng tối. Ta hoàn toàn không nghi ngờ điều đó.
ngươi muốn ta cứu ngươi bằng sự nguyền rủa này, ta nghĩ là không, bởi vì ta thích ngươi như bây giờ hơn đấy. Bức thư. Ký tên Chúa Tể và chủ nhân đáng sợ của ngươi, Ác Von Zarovic. Minh vừa đọc xong rồi, tôi chỉ nhớ. It doesn't make sense why this guy follow such horrible person. Em nghĩ là em nghĩ là kiểu người ta giàu á, nhưng mà người ta intel thấp á, kiểu người ta nghe thấy món deal này ngon quá, xong người ta chốt deal rồi người ta quên check giá, xong bây giờ người ta bị trả giá. Đây là lời giải thích, lời lý giải duy nhất hợp lý trong vấn đề này. Dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể là sản vật hiến tế được. Mình còn nhiều thứ tương lai rộng mở phía trước. Muốn mở công ty. Yeah, same. Trong lúc mọi người đang bàn luận về mấy cái sách này sách kia thì lúc em ngó ra sân ngoài sân còn ai không ạ? Ngó nghiêng. Ở trong phòng hiện giờ không có ai đâu. Ngoài sân ấy, cái phần khu vực ngoài sân còn ngoài sân cũng không có luôn, thằng này bị bắt rồi nhá. Thế thì cái tế đàn là cái này đúng không ạ? Cái ở giữa đúng không? Ở bên cái tế đàn nó bao quanh bởi một hào nước khá là sâu. Có những cái dòng dọc lúc nãy vẫn còn dính máu của những cái xác. Bước ra ngoài không đấy, mô tả nốt cho. Ở bên này có thể thấy một cái miệng cống dẫn ra ngoài, dẫn lên cái phòng nào đấy ở bên trên. Cái miệng cống bị dỉ xét rồi. Ở phía bên này, phía bên tay trái có một cái phần tường bị vỡ ra, bên trong đấy toàn rác là rác, đất đổ nát ở đấy. Ở trong đấy còn có cả một ít xương bị vứt vào bên trong, xương người. Phía bên kia Thiện có thể thấy là một cái phòng. Không tầm nhìn thôi nhé, có vài cái hốc, trong những cái hốc đấy có vài món đồ tường đối diện. Trong căn phòng này có những cái cột rất là cao cắm thẳng lên trần nhà. Đúng, phòng đấy bé hơn những trong cái phòng này nhá, nó sẽ có 4, 8, 12 cột này, 12 cột lớn. Những cột ở phòng bên trong nó thấp hơn, nó bé hơn, nó vẫn chạm đến trần nhà nhưng bé hơn. Trần nhà cao khoảng 40 feet, khá là cao, khoảng 13 mét. Được. Cho về mặt địa lý thì có thể cái này nối với cái đường từ phòng tù ra. Vậy còn phía tường bên kia của cái nơi mà hiến tế này có gì không? Không gì đặc biệt cả. Từ những cái không có gì đặc biệt thật, chỉ là một con đường bao quanh thôi. Trong cái chỗ tường đổ vỡ đấy có trông như là có thể có lối đi không? Tường này cảm giác không đi được, nếu đào chỉ sờ đất thôi. Nhưng hiện lúc chuẩn bị đến gần cái bức tường đấy thì sẽ có cái cảm giác là hơi kỳ ấy, tại sao mình lại đi ra đấy ấy? Actually nó là cảm giác chuẩn bị đi ra khỏi nhà đấy. Ý là cái khu này là nó là ra khỏi ngôi nhà ấy, bởi vì nó bị đào ra ngoài ấy. Patreon. Chuyện cái plot này mọi người có thấy lạ không khi đứng ở đây? Đứng ở đây cái màu xanh xanh là nước hả? Màu xanh là nước cống đấy em. Wow. Đúng ngay còn có 5 người bị dí đầu vào nước cống rồi chết đấy. Thôi quá. Mùi hương quen thuộc. Có cách nào chống lại, tức là thắc mắc cái suy nghĩ của mình về việc đây là nhà được không? Hay là vẫn phải đi theo cái logic đấy mà không làm theo actually cái bản năng là phát ở đây? Nó rất là tự nhiên đấy. Ý là nó mình vừa đi ra ví dụ rồi, mọi người chạy, mọi người có thể chạy lên mặt trăng để tốn tất cả mọi thứ, nhưng mọi người sẽ không làm thế. Cũng tương tự như vậy. Không có cách nào để phá vỡ cái đấy hết. Hiện giờ là chưa. Okay. That's why that one shot, that short cam not long cam. Chúng ta sẽ không xử lý những vấn đề kiểu thế. Em muốn sneaky ngó sang cái chỗ mà mọi người đi mất. Em đi ra đi. Không cần roll bởi vì không có ai ở đây cả. À, ok, yeah, đi một vạch nè. Nhưng em vẫn là sneaky nha, em ý là... Ok. Bố đấy. Ý là em roll kiểu gì cũng thành công thôi. Thế. À, từ từ, trước khi em đi xong rồi là em sẽ... Xem nào, gần đây nhất của mình. Cậu ơi, tớ đi ra đây một tí nhá. Thế nhưng mà lỡ lâu quá, tớ không quay lại là chắc là có vấn đề đấy. Mình kiểu... ok,
em cast được cái Mage Hand đi chung với lại Yuki không? Em được em. Ờ, em cho Yuki một bàn tay. Yuki có một bàn tay bám vào tay mình đi cùng. Đó, nắm tay Yuki cho đỡ sợ. Bước vào một căn phòng giống như là một cái nhà thờ ấy. Bên trong này một cái nhà thờ như thờ quỷ. Anh vì luôn. Mô tả nốt là... giống như một nhà thờ quỷ, thay vì những cái gương thì vị trí đó là những cái bệ và bên trên đấy có những cái món đồ kỳ lạ. Em có nhìn một lượt không hay là em nhìn em, thấy đúng một, em một nhìn thứ xưa xuống như này một phát xong rồi là em sẽ quay lại với mọi người, bởi vì em nhận ra đây là chỗ thờ quỷ. Em có nhìn thấy ở gần em nhất có một cái túi, một con dao khắc xương, dao bằng xương chân của người ở đây, và có một cái túi với cái viên gì đấy. Em ngửi thử thì nó là cất tơi. Ew, what the hell. Cất cất tơi. Dưới là một cái con dao là bằng bắp chân người. Em thực sự đi hết một lượt à? Ờ, đúng rồi, anh mô tả. Em chạy. Em chỉ nhìn cái, em chỉ nhìn được hai thứ gần đấy nhất thôi. À, nếu như mà em đến gần đấy thì em sẽ đứng ở đây rồi liếc liếc xong rồi em chạy về. Ừ. Thế nào? Còn nên, à, thôi, em sẽ kiểu la lên cho, nhưng mà la vừa vừa thôi, cho cỡ kiểu người đứng gần gần đây thì nghe thấy, nhưng mà xa xa thì chắc là không nghe thấy được. Mọi người ơi, bên kia có cái gì nhiều đồ lắm, mà nó lạ lạ lắm. Thế mà em, mình đang bị lượt đồ ấy, nên là nhỡ mình tìm thấy cái gì đấy có ích thì chả. Đi đi đi, ta mất cái trống rồi, rồi ấy. Vừa nãy tớ thấy ở đây có nhiều thứ lắm, nó còn có một cái túi như kiểu túi đựng cất ấy. Mày thì lấy để ném nó đúng không? Ừ đúng rồi, có khi là đồ trừ tà đấy. Nó nói thế trong cái phòng thờ quỷ. Nếu ra đây, anyway, mọi người có thể thấy rằng những cái món đồ ở trên những cái bệ này gồm có một bàn tay đã bị ướp. Một bàn tay bị ướp khô quắt lại. Kích thước này giống như là bàn tay của một F. Vẫn còn cái vòng đeo trên bàn tay đấy. Một con dao găm có gắn sọ chuột. Ui, một cái quả cầu làm từ của một con Celtic. Celtic nó là cái con trông như giày này. Một cái cái để cho những người gọi là Garrick mà vẩy nước thánh ấy, từ xương của người. Một chiếc áo choàng làm từ da người khâu lại. Một cái đũa nó cắm vào một con ếch đã chết khô quắt lại. Một ngón tay bị chặt đứt và nó đang đặt lên trên một cái mũ phù thủy. Một bức tượng bằng một cái xác ướp bằng cao khoảng 6 inch, một sinh vật gì đó giống một con im. Một cái dây chuyền có mặt con quỷ. Một cái đầu bị gọi là lấy khô của một halfling, và một chiếc dương nhỏ bằng gỗ sồi mở ra có thể thấy lưỡi của một con direwolf tất nhiên đã bị ướp khô quắt lại. Tất cả những gì mọi người thấy ở đây, mình vẫn nên sờ nóng nóng. Nói rằng hiện tại là Thiện đang hơi bất đồng bệnh và não không còn process thông tin nhanh nhạy nữa. Mọi người khác trong bàn chơi thế nào? Em nghĩ là nếu mà em tiếp tục nói nữa thì ngày mai em sẽ không nói được nữa. Hôm nay em tắt mic rất nhiều, tại vì mỗi lần em tắt mic là em ho như con gà vậy. Nho thì cũng hết 4G rồi. Mình nghĩ Chúa đang nói một cái gì đấy. DM gọi là một DM khác đang nói với những người chơi chúng ta, đấy là và một session chúng ta xin kết thúc ở đây. Là cái nhà bên trên là mình được chứ. Ý chơi, thiên chỉ. Anh ơi, hôm nay người điều khiển nhân vật của em dính cái gì concept hoài không được. Anh nghĩ hôm nay cũng... Em cần một liều lesser restoration. Ok, vậy thì ta sẽ tạm thời end session ở đây nhé. Và chúng ta sẽ có một màn marathon vào tuần sau. Cảm ơn mọi người. Oh my god. Đến với session 2 của
DLC thám tử nước sâu này. Và vào cuối session, chúng ta vẫn làm những thứ mà chúng ta thường làm, đó là trao XP tình thương. Vì chúng ta không có XP để trao. Chúng ta có thể bắt đầu theo vòng tròn của theo cái thứ tự của Discord luôn được không? Là sai đầu tiên đấy. Vậy là em mở bát à? Đó, thế nào? Hôm nay bắt đầu từ review DM nhá. Ừ. Hôm nay thì wow, lần thứ 7 chơi cái nhà ma nhưng nó đã không còn giống bất cứ lần nào khác nữa. Em cảm thấy thật là nổ não boom my blowing. Cái đoạn mà bạn Sương xuất hiện cùng với lại cả Isaac, em đã nghĩ là biết là cái plot hôm nay anh Linh có cảnh cắm gì không. Đây là cái đoạn em đi vào xem nó cũng hơi có chú ý. Nhưng mà không, em đã phát hiện ra một cái gì đến nổ não hơn. Oh my god. Hôm nay xem nào, thử đã roleplay với mọi người. Tên là Sương thì chưa có nhiều lắm, mà của mình cũng có cố gắng. Hy vọng là có thể roleplay được nhiều hơn. Hôm nay cũng có phát roleplay được với mình. Rất là vui kết bạn là chú bác thân với lại cả đường xuống tầng 1 exam kết tường. Em đã cố gắng trước thời gian bonding với mình, đọc sách, ôi thật là vui. The First Fantasy đã xuất hiện ở đây, thật là tuyệt vời. Ok, với Nho, vẫn như thế, như tất cả mọi ngày. Nho vẫn rất bất lực trước những hành động vô tri của chị. Với Đường, ôi, vẫn siêu thích quả hai con mọi đi với nhau, rất tuyệt vời. Cái bạn ngồi trong ống khói buồn cười, vừa mới nghe thấy tiếng chân đi xuống, rồi em cứ thường nói, xong quay sang thấy Đường cứ thường nói, đúng là mindset của hai cái đứa ở cùng một khu. Ok, xong rồi là đến bác thân, hôm nay có cái đoạn mà bác grapple cái con, chắc là quên mất ông bố tên gì rồi tên. Ông bố. Đoạn grapple, cứ thường nói khỏng kêu, ôi siêu kiểu, nó kiểu pick roleplay, wow, thật là tuyệt vời. Em thì em có em chơi đến phải 10:30 hơn em mới mở cái app Discord xài gara của em lên bằng cái máy này, xong rồi em nhìn thấy một dòng tin nhắn. trước đấy em cũng không có để ý xung quanh nhiều lắm, nên là em cũng cảm thấy là em chạy spotlight hơi hết phần của mọi người. Em nghĩ là buổi sau em sẽ cố gắng tiết chế hơn, bởi dù sao thì số lượng người trong campaign cũng one shot nó cũng đang tăng lên. Ok, hết rồi ạ. Đây là sao bót vỗ tay. Ok, cảm ơn Sai vì những lời nhận xét. Phép đến người tiếp theo là Sương. Hey, again thank you bạn Linh vì để hold cái session này mấy tiếng đồng hồ liên tục. I appreciate that a lot. Cái Sương interest rất là nhiều là tại vì Sương D&D vẫn hơi mới với Sương á, nên là Sương khá là appreciate cái xem cái trải nghiệm mà mọi người chơi một cái session nó ra sao, cái cách mà mọi người tập trung vào từng cái cảnh nhỏ rất là nhiều hơn, như kiểu là cái tương tác nhỏ giữa nhân vật Sai của Sai và Đường á, những cái interaction như vậy Sương vẫn trực quen nhưng mà Sương rất là enjoy khi mà coi các bạn diễn những cái đó. Sương cũng thích rất là thích cái câu của nhân vật Minh do Nghi diễn. Tại vì Sương không biết là Sương có hiểu đúng cái câu chuyện hay không á, nhưng mà cái câu mà Minh chọn trả lời khiến Sương rất là ngạc nhiên, để khiến Sương tò mò cái câu là kiểu bè không nhớ cụ thể nó như này nữa, nhưng mà nó khiến Sương tò mò xem là tại sao nhân vật này lại đưa đến một cái câu nói như thế, mà trong khi có vẻ như là có history giữa nhân vật đấy về cái nhà bên kia, và là rất là tò mò cái chuyện đấy. Sương chưa được gặp nhiều về Nho Xanh nhưng mà Sương feel được cái aura của nhân vật đó, which is kind of like người take care cả cái nhóm này. Which is like, I think that is a very cool dynamic in a real way. And finally, Ân Thiện. Sương nghĩ Sương rất là match để role với Ân Thiện, có lẽ là từ cái vụ Sương quen làm role với series. Nên là mọi người có Ân Thiện play in vào cái đó lại với Sương. Yeah, I appreciate that a lot. Thank you so much. Sương... còn gì nói, còn gì nữa không, muốn nói thêm gì không? Chắc không vậy thôi. Mình ok, cảm ơn Sương.
Xin phép đến người tiếp theo là Thiện. Thiện là vẫn cảm ơn Linh đã dẫn cho mọi người buổi hôm nay với sự chuẩn bị công phu. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng chơi với nhau hôm nay. Với nếu mang đến cái sự tâm huyết của mình để tạo nên buổi chơi vui vẻ. Về nhận xét, có thấy là trong buổi hôm nay có thứ có thể cải thiện thì Thiện qua buổi chơi Thiện để ý cái không khí của mọi người và nhận thấy là có vẻ Sai với Đường đang roleplay chiếm hơi phần nhiều spotlight của những bạn khác. Và trong buổi hôm nay thì Thiện chưa thấy Sương có thể tương tác được quá nhiều với mọi người trong bàn chơi. Thiện hiểu là cái cách roleplay của Sài với Đường rất là tự nhiên và rất là vui. Nhưng mà khi mà bàn chơi có nhiều người hơn một chút thì anh nghĩ là nên để ý thêm một tẹo. Vẫn hoàn toàn có thể mang cái năng lượng tích cực đấy đến với bàn chơi. Nhưng thay vì chỉ hai bạn tương tác riêng với nhau, cố gắng tương tác thêm cùng mọi người khác nữa. Có thể là một cái câu nào đấy, có thể là đùa, nhưng mà Đường Xài thay vì đùa với nhau thì lôi khác vào, làm thế nào để lôi thêm Iset vào để roleplay nhiều hơn, thế nào để lôi Minh vào roleplay nhiều hơn. Nho thì cũng có tương tác khá khá rồi. Đấy là một cái thì nghĩ là về mặt mindful và để ý mọi người trong bàn chơi xung quanh thôi. Có một số chỗ thì bình thường Thiện đi quay lại một tẹo. Bình thường Thiện rất thích các cái không khí vui vẻ và đùa với nhau. Và trong cái các cái session chính cũng có rất nhiều. Nhưng khi đến với những cảnh mà có cái độ quan trọng của nó, như là những cảnh có thể là một là Linh cố gắng để miêu tả một cái không khí rùng rợn hơn, hoặc là những cái cảnh mà mang nặng tính nặng nề về tâm lý như cảnh mà nhân vật của Sương bị chết thì Thiện nghĩ là mình có thể cố gắng tôn trọng cái không khí trầm lắng hơn một tẹo và có thể kiểu đơn giản là miêu tả những nhân vật mình cảm thấy như thế nào hoặc là đang phản ứng thế nào với những thứ đang diễn ra trong game hơn. Thì đối với một cái one shot mà chơi 1-2 buổi là xong thì bình thường Thiện cũng sẽ ok, không vấn đề gì. Nhưng tại vì đây là cái one shot để tiền đề cho cái campaign mình sẽ chơi về mặt lâu dài, và đấy cũng là cái tông giọng mà Thiện muốn đem tới cho campaign, nên là Thiện muốn đề cập về nó trong cái lời nhận xét này. Còn với như vậy nhìn chung thì Thiện vẫn rất thích cái cách mà mọi người thể hiện nhân vật của bản thân mình trong buổi hôm nay. Vẫn có những thứ Thiện thích như là Đường và Xài thì vẫn roleplay nhân vật của mình rất hồn nhiên, vô tư. Có hiện tại đã convert được thêm Nho theo cái mindset của bản thân mình. Có cũng Thiện cũng thích thấy cái đoạn mà nhân vật Yuki và nhân vật Minh đã có bắt đầu có thêm tương tác với nhau, tại vì đấy là hai nhân vật chính từ trong campaign ra và đây là cái quá khứ của họ. Thiện rất thích cái điều đấy. Cái đoạn nốt cùng lý cuối cùng là cái đoạn liên quan đến nhân vật của Sương đã bị đánh rất nặng và chết đấy. Đấy là một tình huống, vì Thiện cũng ngồi trong ghế DM, đấy là một tình huống rất khó để xử lý. Và Thiện thấy cách Linh xử lý hôm nay là và có nỗ lực để khiến cho bàn chơi vẫn đi về hướng vui nhất có thể. Đấy là cái chuyển sang cinematic thay vì để cho cái cảnh đấy nó kéo dài thêm, và quan trọng là người có một người trong bàn tiếp tục phải không được chơi, thì Thiện thích cách giải quyết đấy. Và như vậy là kết thúc tất cả các nhận xét của Thiện trong buổi hôm nay. Cảm ơn Thiện vì những cái lời nhận xét vừa rồi, và xin phép là đến lượt mình. Những người chơi hôm nay nói chung là mọi người vẫn roleplay rất đúng những cái gọi là vai của mình, cái không khí mà mọi người muốn đem đến. Về Sương thì lần đầu tiên được chơi với Sương, mình cũng chưa rõ được là cái phong cách của Sương như thế nào,
rất tiếc. Rất thì mình cũng muốn nhận lỗi rằng đáng lẽ là mình không nên phụ thuộc vào Dice nhiều quá. Vì là cái pha của xương, mình cũng nên chọn người khác, mình nên đánh thiện luôn. Thì nó sẽ cinematic hơn, hợp lý hơn. Và mình bị cắt cái khoảng xương có thể tương tác mọi người, mà là đây là một lời thú tội trước tòa, mọi người có thể ghi âm lại. Em nó có bằng chứng chứng lại cái trước tòa. Cái này thiện sẽ bổ sung về phía của Linh là Linh đã có nháy với thiện trước buổi chơi là hôm nay có thể có chuyện xấu xảy ra bác thân. À, thiện ok. Em cũng được nhắn. I mean, anh cũng nháy điều đó với em nên em cũng đang không biết. I mean, anh nháy với tất cả mọi người. Anh Linh kiểu trong 14 triệu khả năng trong vũ trụ này. Ôi, anh Linh nháy điều đó với tất cả mọi người. Nhưng mà có khi nào anh Linh không nháy điều đó với lại người bị dính? Đúng, đúng thế. Trời đất, trời đất ơi. Rồi, anh Linh đã có mặt mất lực của Linh. Tệ quá. Tệ quá. Anh ta nháy với tất cả mọi người rằng là họ có thể chết, nhưng người chết lại là người không được nháy. Thế. Thì đã traumatic experience là tất cả mọi người nhìn thấy người mình mới gặp chết. It should have been me, not her. Người chết thì không cảm thấy gì cả. Bác thân đúng, đúng mà. My moment has come. Sau đó đi trong mặt bác thân. Time has come. Đấy là lời thú tội của mình. Sau đấy đến nhận xét để người chơi. Thì mình cũng có nhận xét giống như của đấy là đôi khi tài và đường roleplay với nhau nhiều quá thành cặp bạn thân ấy. Nó không có không gian cho người khác. Và sai. Em vừa thấy một người bạn của em sống lại. Tại sao em lại nhặt cái xương lên bảo đây là cái kiếm của tao? Nhưng mà nó ở cái chỗ mà em đang ngồi lên. Thế là thực sự trong những cái không khí lại như vậy em sẽ làm như vậy á. Anh cảm thấy là nó không hợp lý cho lắm. Ví dụ Thiện cũng thấy thấy nghĩ theo về cái hướng nhìn của sai thì chắc là em cũng tận hưởng hôm nay như là buổi chơi D&D vui và cả tuần em mới được chơi D&D thì cũng muốn hiểu, thoải mái một chút. Anh nghĩ đấy là một cái điều ok. Chỉ là trong cái không khí mà chúng mình đang củng cố tạo nên cho cái campaign này về lâu dài là sẽ có những khoảnh khắc trầm như thế thì cố gắng. Anh nghĩ là nếu mà mình cùng thay vì kiểu dùng những cái câu đùa để qua những đoạn đấy, mình cùng trải nghiệm cái khoảnh khắc trầm đó sẽ có được đi đến được cái sự có thể cliché mà thăng hoa hơn của một câu chuyện. Xin lỗi nói chen vừa Linh. Linh thêm. Ý của mình thì cũng chỉ đến thế thôi. Còn lại thì mình không có ý kiến gì về những người khác cả. Đấy, mình xin hết nhận xét và nhường đến cho Nghi. Wow, ok, em sẽ nhận xét từ trên xuống dưới để cho lẹ. Chứ bây giờ nãy nó bắt sắp tắt rồi. Hôm nay chơi với xài rất vui. Kiểu có mấy cái moment rất là vui chi. Cho dù mình không biết Final Fantasy là gì và mình cũng không nhớ được tên của hai cái đứa đó, nhưng mà mình vẫn cố đủ theo để mà kiểu enjoy cái moment này đó. Yeah, I mean nó cũng phần nào phải ánh được mối quan hệ của hai đứa trong tương lai mà. Nó cũng vô tri, cũng khác gì lúc hai đứa còn 7 tuổi đâu. Về xương thì lúc Isaac xuất hiện gặp ngay câu hỏi rất khó là không phải người kia là bạn thân của thằng Vinh hả? Thì I mean, em muốn nghĩ rằng là cái mối quan hệ bạn bè giữa những đứa trẻ mang tầng lớp quý tộc nó sẽ rất khác với là mối quan hệ bạn bè của những đứa trẻ Yuki. Dạ đúng. Mày đỡ mỏi. I'm very surprised. Anh đã quên about the inside. Mình xin phép. Did your character? Yeah. Dạ anh. Câu đấy của mình thực sự rất thích luôn. Critical vậy. Xin phép dừng lại. Thì nói chung là. Câu gì vậy? Cho thiệt. Đó là. Mình nói lại đi. Đó là ở trong giới quý tộc. Cái gì sống ở trong lâu đài thì hai chữ bạn thân cũng chỉ là từ ngữ thôi. Thì nói chung là em quen chơi nhân vật noble rồi mọi người ạ. À, nó nằm ở trong máu của em rồi nên với cái chuyện này thở ra là dễ. Anyway. Lúc Isaac chết mà rất sốc tới nỗi mình quên mở mic luôn chứ lúc đó mình sủa nhiều hơn lên. Lúc đó mình nói nhiều hơn là nhiều xong rồi mình kiểu ủa khoai hình như mọi người không nghe được mình nói gì. À thôi, mùa mình nó qua rồi. Về anh Thiện thì
hôm nay rất vui. Em rất, một trong những cái khoảnh khắc em thích nhất của roleplay đợt này là cái khúc mà tỉnh dậy ở trong nhà lao và thằng Minh nó hỏi chú thân một câu là mình sẽ thoát ra khỏi được chỗ này đúng không? Cái hai cái chữ đúng không cuối cùng là hy vọng cuối cùng của nó sắp tắt và chú đã không làm cho nó tắt. Cảm ơn chú, nó không chú nói như mà chú bảo là chú không biết nữa là đủ má. Tạm biệt Minh. Bye bye. Chúng ta mất một tia nắng trên cuộc đời này. Nhưng mà đằng nào thì nhân vật của anh Thiện cũng sẽ là nguồn cơn của burden trong tương lai của em thôi. Tại vì kiểu mỗi lần mà thằng Minh nó gặp cái gì nó sẽ lại nhớ về chú. Tất cả là tại anh Thiện. À, thì ra đây là mastermind, đây là kế hoạch lâu dài của anh đúng không? Anh đang kiếm cách để mà cho thằng Minh thêm burden để mà interlude nó không làm được cái achievement gì chứ gì. Tại anh có quyền giữ im lặng. Anh có quyền giữ im lặng. Mọi lời nói anh nói ra sẽ là bằng chứng. Anh tạo nhân vật trong one shot này với những kiến thức về campaign. Nên là em có thể nghĩ thế nào tụi em? Ôi, thôi, hôm nay không như mình có bằng chứng chống lại ôi, anh Linh, mình có bằng chứng chống lại anh Thiện. Đúng là anh Thiện. Trời ơi, thì ra tất cả những người làm DM đều là evil DM. Anyway, còn về anh Linh thì em không biết là mình vô tình hay mình cố tình mà kiểu cái theory thằng Minh nó nói rằng là đây là cái nhà của Macaron. Sau hôm nay nó là sự thật. Em cũng đang kiểu chết mẹ rồi. Thằng con mà nó thông minh thật hay là chôn chôn VN vậy ta, kiểu nói chung là cũng có cái một cái cảm giác rất là kiểu satisfied khi mà mình nói một cái theory mà mọi người kiểu hả cái gì vậy, xong rồi cuối cùng cái theory đó là sự thật. But it's just a theory, a D&D theory. Anyway, còn về Nho hôm nay não em nó bay quá, em không nhớ gì về Nho lắm trừ chuyện Nho đi đánh combat với một cây chổi. Dạ cho thằng Minh một cái khăn. Tuần sau nhớ trả tiền mạng nha Nho. Còn không thì bạn cứ bắn số tài khoản này, mình chuyển tiền cho bạn có mua 3G. Phải, tự dưng hại em. Buổi tối ngày hôm nay chết đi. Buổi chiều đang chơi game bình thường. Em ngủ dậy em thấy, cái lúc em ngủ dậy để em chuẩn bị cho chơi buổi tối ngày hôm nay để em không bị mệt ý, thì em thấy mạng, em cắm cái dây mạng vào xong nó chết rồi đấy. Còn về đường thì hôm nay đường không biết nữa, mình không có ấn tượng gì quá ngoài những chuyện đã quá ấn tượng về đường rồi. Yeah, em xin hết ạ. Cho giờ đến nay người mất mạng à? Cho giờ đến đến Nho. Nho nói được rồi đấy, nói đi nhanh lên, hết mạng rồi. Bây giờ thì không hết mạng nữa, vấn đề là kiểu em không thể xem được map, em không thể xem được cam, em không thể xem được cái mặt của mọi người, em vẫn nghe được mọi người nói. Nếu nghĩ thế mới nghĩ là đủ rồi mà. Mệt lắm trời ơi. Rồi thôi, vấn đề em thì cũng chả có gì để nói cả, ngoại trừ việc là mấy đầu em tưởng là anh Linh tính cho em cúp cúp thật thì anh rồi người cúp em là chị thử tồi tệ. Nếu mà để nói về cái ca ngày hôm nay thì anh chị Đường với chị Sai, chị Đường với chị Sai vẫn thế, em vẫn không thể nào cản được mọi người, cái độ nhoi của mọi người cả. No xanh hát try lên em sắp cố rồi. Chắc là hết tuần sau là được mà đúng không anh Linh? Chúng ta, anh sẽ không cho em chết được tuần sau đúng không? Anh á, anh chỉ cho một người chết để dặn giữ cái cảnh đấy thôi em ạ. Không chết đâu. Chắc thế. Chắc thế à? Là chúng ta sẽ cùng tác anh ơi. Chắc có nên phân tích cái từ chắc thế không? Không có gì chắc chắn cả. Bây giờ anh nói sớm quá thì anh lại đang tiếng là tiên tri mất. Như là những gì anh vẫn thường làm. Nói về anh Thiện thì cái quả cái quả mình ơi chạy đi mấy đầu kìa em. Cái lúc đấy là kém cái wifi của em đến cái lúc đấy là cái wifi em tạch rồi. Em nói cái gì em không chắc mọi người nghe được. Em nhớ là kiểu hôm đấy lúc đấy kiểu em vẫn đang ngồi hét và bảo là bác Thiện ơi có không cần phải làm thế, có gì để cho làm thay cho. Anh Thiện nói hết câu đấy luôn. Cái lúc mà kiểu anh Thiện nói chạy đi nãy bắt đầu gào lên rồi. Trời gì à, chịu quá, hết cứu rồi. Wifi chết đúng lúc quá. Nói về chị Sương thì em xin lỗi chị Sương, cái lúc mà em đấm vào cái tủ của chỗ chị ấy, em ban đầu đang nghĩ đến cái chuyện là lắm vào cái sừng của chị ấn đầu chị xuống cơ. Trời tệ cứu. Em không dừng ở đấm vào cái chỗ đi trốn đâu, nhưng mà kiểu em thấy đấy là lý do mới đầu là em thấy chị không phản ứng gì. Em vẫn không ạ, em không, em nghĩ em không nên đấm.
Không hiểu, em thấy chị đi đến chỗ này anh Thiện để chị nhéo lại rồi, thôi em từ bỏ cái ý định đấm luôn. Trời ơi, em xin lỗi. That could make a cool scene. Còn if it happened, it could be a cool scene. Cái đấy thể là không hay lắm. Hoặc là một nó sẽ trở thành cool scene, hai nó sẽ trở thành một phải, cái gì đấy phải là hơi tệ. Anh, anh phải hiểu như này này, mà khi ở cái hôm đầu tiên đúng không, cái lúc mà gặp Sài với gặp Đường ấy mà em còn nghi ngờ thì anh nghĩ gì về việc em nhìn thấy một người có sừng trốn trong tủ ngồi ở đấy phát ra tiếng động? Ủa? Sao không sao? Tiếp tiếp Linh thì là sao? Tiếp Linh cũng là con người mà, Tiếp Linh cũng có quyền công dân. Tiếp Linh cũng không phải người, Tiếp Linh cũng có quyền công dân, nhưng vấn đề là ở đây em nhìn nó rất bị xú, con nhân vật của em sẽ xú. Có thể là nhân vật của Nho nhớ kiểu nó cả ngày nó ở trong nhà lưu, nó ít được giao tiếp xã hội, nó ý là cái nhà nhìn... cái nhà lưu cũng là một nhà toàn là high sun elf mà racist cũng racist cũng hợp lý. Thôi đấy thì sao kìa, đấy thì sao em vẫn hâu bác, ừ em vẫn suy nghĩ lại hai lần em trước khi em tính làm. Em biết nó tệ, nhưng mà vì nó đúng với nhân vật của em không biết được. Anh nghĩ đây là một cái đoạn mà mình có thể hành động không hoàn toàn đúng với nhân vật mình lắm, vì đó là nhân vật người chơi khác. Tại vì cái cảnh đấy anh cũng có thể hoàn toàn roleplay, tại vì bác thân là một người cực kỳ cẩn thận và nghi ngờ người khác. Anh hoàn toàn có thể roleplay nó theo hướng tiêu cực đối với nhân vật của Sương. Nhưng vì anh biết đây là nhân vật của người chơi khác nên anh hạ cái độ nghi ngờ đấy xuống, vì anh biết đấy là một cái lý do để chúng mình chơi với nhau thôi, không nhất thiết là cần làm một đệt quá như vậy. Và đấy là một cái đoạn mà có thể gọi là mình gạt cái sự chính xác với nhân vật mình sang một bên để ngoài đời mình có thể chơi với nhau. Trong một second và trong một second tôi cũng kiểu suy nghĩ về cái action mà cái hành động mình sẽ làm tiếp là gì ấy. Về kiểu it kind of makes sense là Isaac cũng kiểu là một người rất là aggressive, right? She might want to stab somebody. Nhưng mà Sương cũng nghĩ là cân nhắc về việc gọi là long term, nếu mà Sương stab một người nào đấy thì để những người này đi được với mình là một chuyện rất là thử thách, tại vì họ sẽ lost trust, họ không thể turn cái back quay lưng đứng chung với mình một chỗ được, đúng không? Hay là yeah, I think that is a very good advice in general. Em đã hầu bác lại, em chỉ dừng ở cái em chỉ dừng ở việc đấm vào cửa tủ thôi. Yep. Yeah, anh nghĩ thế cũng là hợp lý. Tại vì có thể như là một cái khi mình biết là mình sẽ có thể để những một cái cảnh thì nó dài hơn trong một campaign, hoặc là cũng bàn nhau từ trước là có thể nhận cho nhân vật bọn mình xung đột với nhau trong vài tập đi, và chúng ta có cả campaign để tiếp tục gắn một quan hệ đấy, bàn với nhau trước từ ngoài nhân vật đấy, thì chúng ta có thể làm như vậy. Nhưng mà vì đây mình biết là cái one shot này nó cũng ngắn rồi, hơi đi đẩy cái tiến độ đấy nhanh một tí thì cùng chơi với nhau được nhiều thời gian hơn. Thì... Absolutely, that could be a cool scene if nó là một campaign dài. Đấy là nhận xét thêm của anh về cái mà Nho đề cập. Còn mọi người bảo em đây không tương tác nhiều lắm tại vì con nhân vật của em như thế. Anh nghĩ trong buổi hôm nay em vẫn có nhiều tương tác hay mà. Có những cái đoạn nói chuyện với nhân vật Sài, nhân vật Tưởng, và cũng gọi là cố gắng là cái điểm trung gian giữa bên quý tộc và bên không quý tộc. Cố lên Nho. Em đã vai trò em là vô cùng quan trọng. Một vài lúc thì em cố gắng kéo Sương vào rồi, nhưng mà như chị Sương không nghe thấy, hoặc cái lúc đấy đến hoặc là lâu lâu một nói có vài câu rồi thấy chị Sương tắt mic. Em chịu. I don't know what to say. Em cũng hơi rèn cái vai mà instead tỏa ra cái đặt đầu á, kiểu em đã cố gắng cho Yuki nó có một cái gì đấy interact với lại cả Isen. Sau rồi Isen kiểu nhét cả táo vào, sau rồi kiểu cũng có hiểu kịch cả bạn thân giữa cái chúng ta, sau em kiểu wow, they are another level. Bạn ấy là trên cấp của tôi, các bạn quý tộc. Sau kiểu quay ra đường kiểu em mình có nên nói chuyện với người ta có chặt đầu mình. Nó đến chặt đầu, anh nhớ.
Em chúc mừng chị Islet, người đầu tiên đấm ra được quả quýt, người đầu tiên cầm sót sờ rồi, em thấy dám đứng gần môn quái và đấm thường. À, đến ra hồi nãy mà không biết là được chọn spell. Không có chọn spell. Hồi nãy thằng Minh lúc mà nó đánh cái cây chổi nó ra crit đúng không, nhưng mà nó đánh bằng tay mà đam của nó là không. Em không ngờ là... 20. Thấy không? Ban đầu em không biết role của chị. Em thấy chị vừa hưng chị chạy ra chị đấm thường nó. Ô, chị chơi măng à? Ok, xong mới biết là chị chơi sorcerer. Không biết là phải chọn kỹ năng. Thế là mở action chị thấy có unarmed attack kiểu chẳng lẽ level 1 chị có thế, tôi xài lại. Đấy, và thấy là chị tôi đã đi trước tôi luôn. Đáng nghe ra cái người lầm ở đấy là phải là em hoặc là anh Thơ hoặc là anh Thiện. Điều sẽ tốt hơn nếu em là thằng làm ấy, tại em lô lệ mà. Lô lệ chứ mà chẳng hay gì đâu. Cái hành động đấy của bạn Sương đúng kiểu như cái câu mà không bao giờ để cho người khác biết hành động tiếp theo của bạn là gì. Tao là sống sao đọc thành cơ. Mới đâu tưởng chơi măng này chơi rốt cơ, tưởng là ấm thường ạ. Đang em lại tưởng là chị cũng chơi lô lệ à. Con lô lệ của em chơi cũng chơi ấm thường mà. Ở đây anh đấm hoành tráng, gió ầm ầm, đấm hoành tráng gió ầm được hai đam, xong rồi nó đập lại, đấm ra thả sao nhỉ, đấm ra dạng năm thập bát trưởng luôn mẹ mu, ông bố này đúng kiểu để ta làm mẫu một lần cho mày, đấm thì ra dạng năm thập bát trưởng này, không khí thì tạo ra rồi thái cực quyền cái thứ, ủa sao chị tôi đi luôn à, khổ quá. Mới chơi thế này, đánh vai ạ. Trời. Nhưng mà thôi, không sao, tất cả mọi thứ hãy đổ cho DM. Chúng ta biết địa chỉ nhà DM mà, có gì ra tí giao vào của anh ấy là được. Không, anh Linh đổi trọ rồi, chị cũng... đúng rồi, ở Linh Nam. Vẫn ở Linh Nam, với cả anh Linh, không chỉ em chỗ nhà anh ấy rồi. À đúng rồi, ngày mai anh chết rồi. Ngày mai chết với chị rồi, chết với em đâu. Ngày mai không đi mà. Nhớ không đi à, em ơi buồn đấy. Tao đang định nhờ mày làm diễn viên. Mai tao quay cinematic hero cho điền đi. Mọi người ơi, còn hiểu đường ấy. Chưa chia sẻ. Đúng rồi, thôi, đi xa chị quá. À, giờ mới để ý, chị đừng mở mic lại, ok. Em nhìn lại em nhờ. Come back từ đây. Thật ra mà là một buổi chơi khá là vui, mặc dù em cảm giác em không có vào được lắm ấy. Nhiều đoạn tự nhiên kiểu đang ngồi xong đầu mình nó văng lên trên giờ ấy, nó không ở đây nữa ấy. Xong rồi thỉnh thoảng kiểu mà đầu mình văng qua thì là giật nó xuống, nó đã lao dầm xuống ấy, nó lao dầm xuống, nó văng lên mất. Nhiều lúc em cảm giác kiểu như cái đoạn mình nhảy bán câu chuyện nó sẽ bị hoặc nó bị chậm một nhịp, hoặc là nó không ở đấy nữa rồi ấy. Nó đã đi qua những cảnh khác rồi và mình mới vào ấy. Và sẽ có bị cái cảm giác là mình đang cố níu để mình là đâu đấy trong cái episode lần này. Nên là em thấy mình bị kiểu hơi không ổn đến hôm nay. Thế đoạn sau em cũng có kiểu thôi được rồi, cứ từ từ để ngồi lại đằng sau xem mọi người như nào thì có vẻ sẽ ổn hơn. Thế đoạn cuối em có tắt mic tất cả một đoạn. Đó. Về buổi trưa hôm nay thì vẫn rất cảm ơn anh Linh vì đã dành thời gian sức đoan sắc ngày hôm nay. Vẫn rất là vui với cái không khí vui vẻ. Chứ mẹ cũng không vui lắm. Ý là tức là nhà em hãi mà nó không nên vui vẻ như thế. Nhưng mà không khí bàn chơi vui vẻ ngày hôm nay. Nó là một câu khen hay đấy. Có sắp được. sắp đứng chuẩn luôn. Về bàn chơi hôm nay thì em vẫn rất vui với những khoảnh khắc vui chi với Sai. Và vì đúng là rất khó để hai đứa đó có thể thoải mái kết nối với một ai ở ngoài. Vì nếu theo đúng backstory thì đây là hai đứa ngồi trước cổng ba đứa biết ăn xin, xong rồi bị đuổi đánh đi đánh lại, xong rồi động tí là bị thấy mấy người xung quanh lôi nô lệ đi chặt đầu ấy. Xong rồi nó đứng muốn bỏ quý tộc ấy, nó kiểu ê mình đừng nói chuyện với người ta. Em suy nghĩ cái này là một sorry đừng nói xin lỗi nên là em kiểu ra như là nhân vật Hải Đường nó cũng sẽ không dám kiểu lân la nói chuyện với Minh hay là nói chuyện với Iset. Cái thứ nhất nó làm với Iset là nó nghịch cái sừng bởi vì trông nó hay, trông nó kiểu thế là nó chạm, chứ để nó chủ động nói chuyện thì nó hơi rén bởi vì bình thường nói chuyện là bị chặn đầu ấy. Đấy là mọi người thấy là nó sẽ nói chuyện với bác thân được, nói chuyện với Nho được, mà hai người kia thì kiểu sẽ cố gắng. thì em chỉ giải thích qua một xíu việc kiểu không tìm một ai khác để kết nối cùng thôi. Còn về những người chơi tiếp theo như hôm nay chị Sương thì đúng là nó bị mất một đoạn đầu, chị Sương không ở đây. Nên là với lại cảm giác nhà cũng chưa tóm tắt được chị Sương là
những cái gì đã thực sự xảy ra ấy, nên nhiều cái đoạn đùa, nhiều cái đoạn kiểu mọi người hạch với nhau, kiểu chị Sương không khách áp được ấy, nên thấy chị hơi lạc lõng. Đoạn đấy nhìn chị thương quá. À, nên là em cũng cố gắng giả vờ kiểu em không nhìn thấy hết, nên đi loanh quanh, nhưng mà ô, nhưng với tủ với đấy rồi. Để mình đến mình mở thử xem như nào. Còn đoạn sau thì lúc chị Sương chết em cũng sốc lắm. Em cũng là một trong những nạn nhân nhận đến tin nhắn là có thể có chuyện xấu xảy ra với đường em nhé. Thế là em cũng sẵn sàng lao lên kiểu để em chết đâu. Thế là anh Linh nhắn với tất cả mọi người. Tất cả mọi người, tôi còn lấy nhiều đấy. Em không nhận được cái gì hết. Em chỉ bảo với anh Linh là mai chuẩn bị để em đi quay video. Thế thôi, để trận đấy xảy ra. Còn những thứ khác liên quan đến campaign nó không nhận được một cái gì hết. Why? Anh nghĩ là tất cả trừ những nhân vật chính trong campaign. À... Ôi trời. Thế là tự nhiên em thấy kiểu ok, để em rất là xông xáo, em để em đi tìm với chú thân cho, để em mở cái cửa này, sao mà không chết, sao mà em nhìn thấy người khách chết, sao mà kiểu what the fuck. Đừng nhắn cái tin đấy sau mọi người xông xáo hẳn đấy. Thì ra là đây là aura của nhân vật chính kiểu chưa đến lượt số của mình ấy, không phải mày chưa đến số. Không phải tự dưng Nho Xanh bảo bác thân mở để cháu mở cửa, tông thẳng vào cửa đi bác. Lúc đấy, lúc còn chứng nhận em còn định để cháu đập gương như là hay giờ cầm mẹ kiếm lao lên chém cho máu nhờ vì đằng nào chết thì ở đấy. Còn với em chưa kịp vào thì chị Sơn đi mất rồi, thế em kiểu bị sốc ấy. Sơn nhận ra, ồ đây là chuyện tệ. Sơn đã đi sốc thật, em đứng hình, mà thôi hôm sau, may sau là hôm đấy hồi rồi, tức là em còn kiểu, thôi chết rồi, thôi để tuần sau lên hồi báo cho chị Sương. Vì thấy chị Sương bị đấm ra, lúc nào em thấy năm năm 17 à đó, qua rồi em thấy kiểu lần trước đánh cũng mất nửa cây rồi, cùng lắm mất gần cây chắc không chết đâu, mà nằm xuống hồi báo được mà. Thế em không xin rebat mà em không gọi nó đánh phát 26 đạp, thôi cút luôn. Mà em kiểu, em còn kêu luôn. Em xin một rebat mà tại sao em lại đứng ở đây. Sốc quá. Đó. Còn đánh tiện, lúc tôi chú thân kiểu thực sự là người lớn ấy, kiểu eo nghe cuộc nói chuyện của hai bên ấy, kiểu chú thân với Aset mình nói chuyện xong rồi kiểu ba đứa kia, ê cái vòng đẹp vãi, ừ cái nhẫn này cầm về đi, để xong bên kia kiểu hờ cháu nghĩ đây là một nơi như thế nào. Nó khác biệt thực sự nó không hẳn thế đâu em, đấy là đoạn chú thân không tin Aset. Và muốn hỏi dò xem là Aset thuộc phe nào. Không sao đâu đường. Bất cứ cảnh nào mà bất cứ cảnh nào giữa những đứa trẻ thì cũng sẽ thấy rõ được sự phân biệt giai cấp ở trong story này mà. Em ơi đừng thật sự kiểu tác phẩm này nên được ghi chép lại, vì sau này nó sẽ được là một tác phẩm để thể hiện sự phân biệt giai cấp giàu nghèo trong Ferun. Nó khác biệt thật sự luôn mà, kiểu mọi người nói đến đâu giống hai đứa kia cũng kiểu ui không sao đâu, ui đói quét rồi. Cũng hơi tệ. Đấy, sự khác biệt là nó hơi khó để hòa nhập. Nên là có bắt chuyện với Minh nhưng mà không biết nói chuyện kiểu gì. Bởi vì như cái đường thì đúng là thấy mọi người đọc chắc nó sẽ kiểu kèo kiểu what the fuck ấy. Đấy rồi nó sẽ đi mất. Nhưng mà Minh thì kiểu ê đọc sách đi. Kèo. Đó. Nên là nó sẽ chạy nó tài đi với người lớn hơn. Thì đó, chứ là đến nay là đến anh Linh rồi. Đến Nhi, đúng rồi. Minh hôm nay có mấy quả nói chuyện nghiêm túc vãi. Xong rồi, đấy, xong rồi kiểu khiến hai đứa dân mọi kiểu ê, đây thực sự là sự khác biệt ấy, đây là sự thật ấy, mình phải nhìn nhận sự thật đi. cũng là suy nghĩ. Nên là, đúng rồi. Còn về Hoa Xanh thì vẫn rất đúng tư cách nô lệ. Ôi, con người gần chúng ta nhất xài ạ. Đúng rồi. Xoay kiểu đấy, anh cẩn thận nhé, không mà nó mất chỗ anh á, đấy, cái thứ đồ á. Vì nó còn dám chơi không? Chưa người khác nó không dám, nó hơi hèn tính. Dạ, thế thôi em. Con đường biết sách mà. Qua đáy quá nó chỉ không đọc thôi. Biết đóng à. Tôi biết chữ mà. Vậy đấy, đại vậy. Nên là, đấy những gì em muốn phân trần, em còn gì em muốn kiểu bào chữa không ạ? À. Em đã nghĩ xem lời nói của em bào chữa. Để dùng chức tòa. Không, em phải bảo chữa, nên em phải bảo chữa về việc là cái đường nó không tỏ ra sợ hãi. Bởi vì em nhớ để back story cái hải đường nó bị kiểu tăm tối, kinh khủng tởm, đáng sợ, các thứ ấy, kiểu ôi những OC đầu tiên mà mọi người, đứa nào cũng kiểu đau đớn, vật lộn, nên là lên tầm này nó hết sợ rồi mọi người, nó sẽ kiểu, ta mà không nghĩ như này thì ta chết lâu rồi. Nên là nó có thể cáu, nó có thể tức khi mà những người xung quanh nó bị đánh kia, nhưng mà kiểu để mà sợ hãi mà kiểu, eo ơi, thôi, không dám đâu thì không ấy.
nó thà đi tiếp còn hơn đấy, bởi vì quay đầu lại thì chết đi, còn đi tiếp có thể chết hoặc sống đấy. Kiểu vậy thì đấy là cái mindset nó. Rồi em xin phép ạ. Sư có thể nói được, thank you. Vậy Sư nghĩ là cái nãy giờ Dường nói cho Sư rất là nhiều insight về việc là nếu mà lần sau chơi tiếp thì Sư sẽ tương tác với các bạn như thế nào á. Tại Sư lacking cái vụ là mọi người là, nhân vật của mọi người là unseen và để thấy quý tộc chặt đầu người. Cái trái táo này Sư mới nhận ra bây giờ nó có giá trị như thế nào. Tại vì literally mọi người là unseen thì quả táo nó rất là quan trọng. Nhưng mà với nhân vật của Sư chỉ kiểu là một quả táo random thôi, right? Bởi vì đây là một cái hay để sắp tới Sư tìm cách nào để explore được là hiểu được là cái này nó quan trọng như thế nào khi mà một người như vậy tặng cho mình một thẻ téo là đồ ăn của người ta. Cũng là cái như Đường nói là cái nhân vật của Đường có backstory và cái sự optimism, cái sự tích cực của người này không phải đến từ họ ngu ngốc mà là vì họ có một cái nhìn rất là cụ thể về nó rồi. Bởi vì sau đó Sư sẽ tìm cách thử làm sao để hỏi explore được cái đó ra. Tại vì Sư thực sự là Sư hơi lo là vì Sư không biết backstory mọi người, nên Sư không biết là mọi người thực sự là trẻ con không biết sợ nên hành động theo kiểu hay là có lý do tất cả để khám phá được. Thank you vì để cho Sư biết cái này. Mấy đến liều ăn nhiều. Chị Sư em nghĩ là để mà kiểu tối ưu về sau này ấy, thì nhân vật Asep nên gọi là bonding với nhân vật Yuki, nhân vật Minh, vì đấy là hai nhân vật trong campaign. Còn em chơi con này cho vui à, còn vào trong campaign là em là bà già có tính. Nhưng mà này thì được trải nghiệm. Chơi one shot ở vô chỉ cho sửa được. Campaign nó lạ. Campaign của mình như mình hâm mộ nhân vật Đường của Đường chơi lắm. Cái nhân vật của mình ấy lúc nào cũng kiểu là chị Đường, không chị đi gì à? Mong. Chị mong chị chỉ đường đi, em sẽ đi theo chị. Trời ơi, ngầu vãi. Sơn. Còn Đường biết mình theo cái linh nhìn cái con nhân vật của mình kiểu lại là cái con nhân vật nó như thế này. Xong rồi vào cái one shot này xong kiểu cảm giác như kiểu lần này cái con nhân vật của em nó nhân làm hai ra, xong anh Linh sẽ phải điều với nó. Sơn nói rằng là session sau Sơn sẽ đào sâu thêm về kiểu góc nhìn về trái táo của Iset với lại xã hội phân chia giàu nghèo. Meanwhile đó mà Hằng Minh được trái táo nó sẽ kiểu actually mấy bạn có biết rằng là trái táo thực ra là biểu tượng của sự thông minh, tại vì trong những tranh vẽ ngày xưa trái táo được vẽ ở gì cây táo được vẽ như là cây chứ không tặng nó là đúng rồi. Sau nhá, ở trong văn phòng của mình ấy nó sẽ có một hộp, nó sẽ có kiểu bày ra một đống táo trên bàn, có nghĩa là mỗi ngày mình phải ăn hai quả táo để tính giờ. Đây, cái này nhà thích chị Sương. Hiệu ứng cánh bướm. Hiệu ứng cánh bướm. Nó sẽ có 14 quả táo ở đấy, mỗi tuần phải nhất 14 quả. Dọn văn phòng thám tử nước sâu, mọi người nhìn vào túi rác sẽ thấy ngày nào cũng sẽ có ít nhất hai quả táo của Yuki. Cái này phải giải thích không chị Sương, không chơi buổi trước. Tức là buổi trước bắt đầu là em, nhân vật của em, nhân vật của Sài đã mắc kẹt trong rừng được nửa tuần rồi nhè, vài ngày rồi. Xong rồi bọn em tính thời gian bằng việc mỗi ngày lại ăn hết hai quả táo. Bây giờ còn 4 quả táo, ăn hết 10 quả táo rồi. À có 10 quả táo, ra hết 4 quả táo rồi, tức là mới có 2 ngày. Đây, vì sự kiện này nên điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, hệ lụy trước cửa văn phòng sẽ trồng một cây táo. Trồng hồ táo. Ôi trời. Phần mình không ngại rồi. Không biết là tên mình. Không biết là chúc tuổi thọ hay là chúc người ta lạc mãi trong rừng không ra được. Cháy một nửa nhá. Cây táo đã bị cháy một nửa. Khả năng đích của ly đó là bị cháy một nửa. Nếu mà chị không biết thì mình vừa cháy rồi. Trời ơi, cây táo lại là cái sự kiện cháy là John School này, em sẽ cứu cây táo đầu tiên. Không phải là những cái trong hả? Hạ lông nữa. Ôi, cái này, liệu cái này có phải là cái thứ mà mọi người hay bảo một nhà du hành đi về cái gì đi về quá khứ xong đạp chung cái cành cây cái bây giờ có cây táo trước cửa nhà. Thì hôm nay chúng ta đã có tất cả nhận xét của mọi người rồi. Thì mình xin phép là kết thúc session ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến và vui cùng chúng ta. Đã một cái session vô cùng thú vị. Yeah. Outro đi anh, để mà end clip YouTube nữa anh. À đúng rồi. Mình muốn thú thật với Nghi nhá, là cái plot đấy không phải là plot của sau đâu. Em đoán đúng rồi đấy. Buổi trước em chơi đến đoạn đấy, anh đã rất em lúc mà mọi người nói ở đấy, người, có những người bất ngờ bởi vì tại sao lại có cái plot xàm như thế, nhưng anh bất ngờ vì em đoán đúng plot.
Oh my god. Yep. Rất sẹn. Ờ, còn em cũng bất ngờ bởi vì là Nghi nấu được cái quả theory mà nó khớp. Oh my god. Nhưng hôm nay chúng ta vẫn gặp anh Linh à. Anh biết tại sao hôm nay em không mở cao không? Anh chắc chỉ cầm dừa anh đi. Anh đừng. Outing. Giường của anh không có gầm ấy. Nó là cái tủ ấy. Anh đừng mở cửa tủ vậy. Hay là đây này. Mở cửa tủ ra đi anh. Mở tủ thôi. Đấy là anh nghĩ vậy anh. Thực ra nó có. Sao anh Linh kiểu lật cái giường lên thấy có một cái portal ở dưới. Anh có thể thấy cái tay của cái mây sen thằng Minh khá hồi nãy vẫn còn ở đó. Okay. Thì Thiện sẽ chính thức kết lại cái buổi interlude buổi bên lề thứ hai của campaign Thám Tử Nước Sâu hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ở trong Discord cũng như là theo dõi video trên YouTube. Và nếu mọi người tiếp tục muốn theo dõi các cái cuộc phiêu lưu của những người bạn trong campaign chúng ta thì có thể theo dõi trực tiếp vào tối thứ năm hàng tuần lúc 20 giờ trong kênh Discord Funky Dungeon Master, và cũng có thể subscribe trên kênh YouTube của Thiện để tiếp tục theo dõi các tập sau. Yeah, cảm ơn mọi người. Yeah.